Chương một, hồi một, đời nhà Minh từ lúc bị Lý tự thành xoán nước của vua Thái Tổ, thuận trị hoàng đế đem binh qua mà đánh lấy nước lại cải hiệu là Đại Thanh, đóng đô tại Bắc Kinh, dùng người Mông Cổ cai quản việc quân, đi đánh dẹp từ Bắc Chí Nam, tóm thâu thiên hạ, xoán ngôi cai trị có chín mười năm dư, truyền đặng bốn đời vua, chuyển đến vua Cản Long lên ngôi, vua này rất nên thông minh, việc văn đã hay, nghề võ lại giỏi, hiểu biết thiên văn. Thông hay địa lý, những sách chưa tử bá ra đều thạo. Thủa ấy thiên hạ ở yên, người người vui nghiệp làm ăn, tám phương đến cống, muôn nước tới trầu, ngựa thả về núi Nam Sơn, đổ binh khí dẹp vào kho, tu luyện việc văn rất nên có phước, tọa hưởng thanh bình. Ngày nọ vua Càn Long lâm trào, lúc canh năm đồng hồ điểm ba, bên tả giọng chống Long Phụng, bên hữu đánh trông kiển dương, quan nội thị thái giám đàn hầu ra trước, công phi mỹ nữ hầu sau văn quan võ bá trầu hai bên, vua ngự kim loan điện ngồi trên long sàng, kế đến quần liêu lớn nhỏ đồng tung hô triều bái, xong rồi, vua truyền chiếu chỉ rằng, từ khi chấm thừa nghiệp thánh tổ thần thông mà nối ngôi báu này, dưới nhờ sức chư khanh, trên nhờ trời ủng hộ, gió thuận mưa hòa, nước mạnh dân an, hưởng nghiệp thái bình, muôn dân hưởng phước, lúc rảnh giang chấm có ngụ một câu đối, nếu chư khanh ai đối được sẽ trọng thương. Khi ấy các quan đại thần điều tâu. Xin bệ hạ ngự phê cho chúng tôi biết. Vua liền dạy nội thị đem văn phòng tứ bửu và giấy kim tương rồi phê câu ấy như vầy. Thượng đế lúc hành binh, trông sấm, cờ mây, đau ghi ó, tên mưa, trời bố trận. Lúc ấy các quan coi rồi đứng chân chân nhìn nhau, không ai đối đẳng. Vua thấy tình hình bá quan văn võ như vậy thì lấy làm buồn, không đẹp ý. Giây phút có một vị đại thần, làm chức văn huê điện học sĩ là Trần Hoàng Mưu bước ra vừa muốn tâu. Vua liền hỏi khanh đối đặng được chăng? Ngột kép Trần Hoàng Mưu Tâu, tôi đã già cả, tài lực xiển lậu, đối sao cho đặng, nhưng mà có một người ở phủ Quảng Châu, huyện Phan Ngang, tên Thành Tu, tài cao học rộng, chắc đối câu ấy được, xin bệ hạ cho đòi người ấy đến. Vua hỏi, người ấy bây giờ ở đâu? Ngột kép Trần Hoàng Mưu Tâu, ở tại nhà tôi, ngột kép vua bèn sai huỳnh môn quan đến đòi phùng Thanh Tu, khi ấy huỳnh môn quan lãnh chỉ đến phủ Trần Hoàng Mưu mở ra đọc, thì Phùng Thành Tu liền lại tạ xong rồi theo huỳnh môn quan đến ngọ môn thẳng vào chầu vua, quỳ lại mọp dưới bệ vàng, chúc dâng muôn tuổi. Vua phán hỏi, chấm nghe nhà ngươi tài cao học rộng, thấy cao xa, nên đòi nhà ngươi đến mà đối cho xứng câu đối của chấm thì chấm sẽ trọng thương. Ngột kép Phùng Thành Tu tâu rằng, tôi bậc tiến sĩ, học ít, tài thưa, nay Trần Lão Sư tiến cử, e đối không xứng, một là mang nhục, hai là bị tội với triều đình, vậy xin bệ hạ thứ tội cho tôi coi thử câu đối ấy. Ngược kép vua bèn lấy câu đối đưa cho nội thị giao lại cho Phùng Thành Tu xem sơ qua, coi bộ không lo tính chút nào, liền cất viết biên đối rồi trao cho quan điện tiền dâm cho vua xem. Vua thấy chữ viết như phượng múa, rồng bay, chữ hay vô ghía, đối chỉnh vô cùng. Câu đối như vậy, Long Vương đêm đại yến, đèn sao, đuốc nguyệt, gỏi non, rượu biển, đất làm mâm thiên tử xem rồi liền vỗ tay cả cười, khen đối rằng, thật là khanh tài học che khắp Trung Hoa, rất khá mừng. Rồi ngó chăm chăm phùng thành tu, thấy mảy xanh rất lịch, mắt tốt thêm sinh, áng trang tài mạo, mở miệng thành thơ, rất nên bặt thiệp, bèn ban thưởng tại kim điện ba ly ngự tư và vàng bạc lụa là rồi cho người đưa về phủ trần hoàng mưu, chờ ngày hội thi rồi sẽ ban thưởng nữa. Khi ấy phùng thành tu rất nên đắc chí và mừng rỡ cúi đầu lại tạ ơn vua, rồi trở về Trần Phù. Khi ban thưởng phùng thành tu rồi, vua phán hỏi các quan đại thần rằng, nay chấm muốn xuống Giang Nam chơi một phen, có khanh nào theo bảo giá đặng chăng? ngược kép vua hỏi đã ba lần, các quan không ai tâu lại, thiên tử nổi giận liền nói, quả nhân không cần bọn ngươi bảo giá, quả nhân đi một mình cũng chẳng hại gì. Bèn dậy lui trầu vua vào đền nhân hòa liền ngự bút tả một đạo chỉ cho quan thái giám là vinh lộc mà dạy rằng, ta qua giang nam chơi, xem phong cảnh có lâu thì 10 năm, bằng mau cũng chừng 5 năm sẽ trở về, vậy dạng ngày mai khanh hãy giao chiếu này cho quan đai học sĩ là Trần Hoàng Mưu và Lưu Dung. Dặn rồi liền giả dạng thương khách tuốt ra cửa sau tế môn mà lên đường. Qua ngày sau, lúc canh năm, các quan hội trầu thì quan thái giám Vinh Lộc liền giao chiếu chỉ của vua cho quan đại học sĩ Trần Hoàng Mưu và Lưu Dung. Hai ông này bèn giờ chiếu chỉ ra xem, thấy dặn như vậy, này ta lìa đất yên kinh, dạo chơi giang nam, như trễ thì trong mười ị năm, mau chừng năm năm thì ta sẽ về. Giang san việc lớn này giao cho Trần Hoàng Mưu hiệp cùng Lưu Dung cũng như chấm vậy, chơ khá nghịch chỉ, kính thay, kính thay. Ngược kép các quan nghe đọc chiếu chỉ xong rồi chẳng vui, ai nấy đều lui về phủ của mình nói về vua, khi ra khỏi tế môn rồi, đi thẳng đến trấn Thải Long thấy đường xá, chợ búa đông đảo vô cùng, thiên hạ dập dìu, lại thấy một cái tửu lầu cao đề hiệu là ỷ nam lầu để đãi thường sĩ, mười phần đẹp đẽ, lại thấy một cây nữa đề hiệu là mãn hán tửu lầu, để cho quan khách quý. Vua liền bước thẳng lên lầu ngồi ngay bàn giữa, tiểu nhị liền đến hỏi, chẳng hay quan khách dùng rượu hay là cơm. Ngột kép vua nói tiệm ngươi có món gì ngon và rượu quý thì dọn ra cho ta Ngột kép tiểu nhị lật đật dọn đồ ăn cao lương mỹ vị và đứng một bên rót rượu ngon cho vua dùng khi ấy vua vừa uống vừa hỏi vậy chớ ở trấn thại long này vì cớ nào mà đông đảo vậy Ngột kép tiểu nhị thưa rằng đường này thẳng đến kinh sư lại ngày nay sẵn dịp dựng cờ trong hội tế thần nên mới đông đảo giường ấy vậy dạng ngày mai quan khách đến đó xem chơi ngược kép vua gật đầu, qua ngày sau, vua ăn lót lòng xong, rồi gửi đồ hành lý của mình cho tiệm giữ, liền rời chân ra đi, thấy chợ búa người ta đông như kiến cỏ, phố phường hàng hóa đầy rẫy, buôn bán phồn thịnh, gái trai không chọc ghẹo lẫn nhau, vua thấy cảnh tượng thái bình, mười phần vui đẹp, đi đến nửa ngày trời, bụng cũng vừa thấy đói, lại thấy trước mặt có một tửu lầu đề hiệu là tụ thăng lồng, dọn dẹp dỡ dàng, sửa sang rực rỡ lầu này ba tầng cao chừng vài trưởng, lại có đờn ca sướng hát rất vui tai, ngoài cửa lại có bảng đề chữ vàng như vậy, bao biện Nam Bắc mãn hán tử tịch. Một, khi ấy vua bước vào thấy khách ngồi chật hết rồi, vua bèn bước lên từng thứ nhì, thấy khách tuy ít nhưng đồ trần thiết dọn dẹp nghiêm trang hơn từng dưới bội phần, vua bèn lên thẳng đến từng thứ ba, thấy trưng những cổ tích, danh nhân, vật báu, đồ xưa rất nên thanh nhã. Vua lấy làm đẹp ý bèn lựa một chỗ mà ngồi tử nhị liền chạy lại hỏi, quan khách xem bảng đây coi muốn dùng món chi đặng tôi sửa soạn. Ngột kép vua nói, vậy có món chi ngon ngươi hãy dọn ra cho ta dùng. Ngột kép tử bảo lật đật đi lấy các món ngon, và rượu tốt dọn ra. Vua ăn uống lấy làm vừa ý, lại thấy dưới đường, kẻ qua người lại, đủ các sắc dân rất nên đông đảo, vua lấy làm vui ăn uống cho đến tối. Thiên hạ tan thì vua đà say, liền thong thả bước xuống lầu khi ấy tiểu bảo tính số tiền là tám lượng sáu chỉ bốn phân bè nói xin quan khách hãy trả tiền rồi hãy đi ngược kép vô lật đật thò tay vào túi không rẻ túi trống trơn mới chưng hừng biết mình bỏ quên tiền nơi tiệm ngủ liền nói với tiểu nhị rằng nay ta quên đem tiền vậy để mai sáng sẽ trả đặng chăng ngược kép tử bảo nói nói như lời quan khách đây vậy thì mỗi người tới đây ăn uống cho no nê rồi nói bảo quên tiền thì tiệm phải dẹp Chớ chịu sao kham, nếu ông không có tiền thì phải để áo lại để thế chân, mai đem tiền sẽ chuộc lại. Vua nghe liền nổi giận nói, như ta đây không thấy áo thì mày sẽ làm gì nào? Ngột kép Tửu bảo nói, nếu không thấy áo thì không được bước ra khỏi cửa, dẫu cho hoàng đế đến tiệm này ăn uống không tiền trả cũng phải cởi long bào thế mới đạp được đi. Ngột kép vua cả giận nạt lên một tiếng như sấm, liền đạp tử bảo té xuống, đánh cho một hồi, không ai dám can người trong tiệm bỏ chạy ra ngoài, thoạt có một đứa đồng tử, môi son, răng trắng, mắt tốt mày xanh, đường đường diện mạo, đáng bực nhân tài, lật đật bước lên can. Vua thấy đồng tử dáng dấp đẹp đẽ liền bớt giận, dừng tay thôi đánh, rồi quay qua hỏi đồng tử, vậy chớ mi nhà ở tại đâu, tên họ là chi, có bà con gì với tiệm này chăng? Ngột kép đồng tử trả lời rằng, trong bốn bể đều là anh em, thấy những việc bất bình, không lẽ khoanh tay mà ngồi coi, chớ tôi không phải bà con thân quyến chi với tử bảo này. Tôi thấy đại nhân đây, là người hào hán, nên phải can gián, xin đại nhân bớt cơn nóng giận. Người xưa có nói rằng, nhân tình lưu nhất tiếng, nhiệt hậu hảo tương kiến, một, nên tôi mới can gián, chớ tôi đây là họ châu tên nhiệt thanh, nhà tôi thì ở gần đây, xin mời đại nhân hạ ghía đến nhà tôi chơi đặng trăng. Ngược kép vua thấy người trẻ ấy, tuổi còn nhỏ, mà ăn nói thông minh đi đứng tề trình bèn đem chuyện từ bảo thuật lại cho tên đồng tử nghe khi ấy đồng tử nói rằng việc nhỏ mọn xin đại nhân hãy bỏ qua cho nói rồi liền lấy bạc trả thế và dắt tay vua ra khỏi cửa và thưa rằng chẳng hay đại nhân tên họ là chi xin vui lòng tỏ cho tôi biết rồi đi ngay đến nhà tôi đàm đạo chơi vua thấy đồng tử này tánh ý khẳng khái lại có dạ ân cần thì lấy làm ưng ý bèn đáp rằng ta họ cao tên thiên tứ quê ở Bắc Kinh, đang lúc trò chuyện, hai người đã đến nhà của Nhật Thanh, vua liền hỏi, vậy chớ tiền của nhà ngươi ở đâu mà có, hay của ai cho, mà ngươi dám trả thế mười lạng bạc cho ta, nếu như cha mẹ ngươi hạch hỏi thì nói thế nào cho xong. Nhật Thanh thưa rằng, cha tôi đã qua đời rồi, còn lại một mình mẹ quá con côi mà thôi, xin bác ngồi chơi đây, tôi vào thưa cho mẹ tôi hay. Nói rồi quẩy quả vào nhà trong thưa tự xử cho người mẹ hay người mẹ tên là Huỳnh Thị An Nhơn thấy con mình tuy còn nhỏ tuổi mà tánh ý khẳng khái, lại có chí giao kết với đời thì lấy làm vui mừng, liền hối con đem trà ngon ra đãi. Vua bèn nói, người hãy vào thưa là ta muốn kính thăm lịnh tôn mẫu. Lúc ấy bà Huỳnh Thị An Nhơn núp sau tấm bình phong, thấy vua mày tầm mắt phụng, tướng mạo phi thường, lại nghe vua nói mấy lời đó thì chạy ra và đáp rằng, tôi đâu dám chịu lời chúc lành vua bèn hỏi bà mẹ rằng, vậy chớ lịnh lang đây tuổi đặng bao nhiêu, xem bộ người tuấn tú, sao không cho đi học, đặng ngày sau có lập thân danh. Huỳnh Thị An Nhơn thưa rằng, tuổi nó mới đặng 15, cũng có học hành sơ lược, chỉ hiềm có một điều nó hay kết bè kết bạn, học tập nghề võ, không thích đọc sách cho lắm, xin quý nhân rộng tình chỉ biểu và dạy dỗ cho nó, thì tôi rất đội ơn và có phước lớn. Vua nói, tôi có một việc muốn tỏ, xong còn ai ngại không biết ý bà có bằng lòng chăng nguyên lịnh lang đây tánh tình khẳng khái thế nào cũng có phước trở về sau chẳng lẽ để khư khư ở dưới tay người còn tôi đây là môn hạ của đại học sĩ lưu dung ý tôi muốn xin nó làm con nuôi sau đó sẽ tuyển kiến cho nó lập thanh danh chẳng biết ý phu nhân có bằng lòng chăng huỳnh thị nghe nói cả mừng bèn thưa rằng như quý nhân đây có lòng cố cập bảo bọc con tôi thật là phước của nhà tôi ơn ấy tôi đâu dám quên bèn dạy châu Nhật Thanh làm lễ lại vua và chịu làm con nuôi. Vua liền cho Nhật Thanh một hột chân châu gọi là lễ bái kiến. Nhật Thanh lãnh ngọc tạ ơn, rồi giao cho mẹ cất. Khi ấy Huỳnh Thị hỏi vua rằng chẳng hay quý nhân muốn đi chơi chốn nào đặng con tôi nó theo với. Vua nói, này ta muốn qua Giang Nam chơi, như có lịnh lang đây đi theo thì càng tốt. Huỳnh Thị vâng lời, bèn khiến gia nhân dọn cơm nước xong xuôi, thì nhật thanh sửa soạn đồ hành lý rồi lại mẹ mà theo vua thẳng đến chỗ ngủ cũ là tiệm ỷ nam lầu ở đó nghỉ một đêm dạng ngày ăn uống tính tiền trả cho tiệm xong rồi hai cha con khởi trình nhắm hải biên quan mà đi thẳng một đường ngày đi đêm nghỉ khi đến hải biên quan thì trời còn sớm vào tiệm nhơn hòa mà nghỉ chân tiểu nhị dọn phòng sạch sẽ và sắp đặt đồ hành lý có thứ lớp rồi đem nước rửa mặt và một bình trà ngon ra cho vua rửa mặt trải gỡ tử tế vua hỏi tiểu nhị rằng, vậy chớ ở đây có chỗ nào phong cảnh tốt đặng chơi bời chăng? Tiểu nhị thưa, ở đây cũng có nhiều nơi, nhưng mà cũng tầm thường thôi, chỉ có chỗ hành huê lầu của Diệp Công Tử tên Diệp Khánh Sương lập nên rất đẹp đẽ, trong đó có hoa viên, đài các, cực kỳ hoa lệ, mà lúc nào có công tử ở đó uống rượu thì cấm không cho ai đến, như quan khách đến đó chơi nhằm lúc không có công tử thì rất tốt chớ công tử ấy thì mỗi ngày đều có ở đó uống rượu chưa mới về phủ. Bây giờ còn sớm, quan khách đến đó chơi rồi trở về, dùng cơm tối cũng vừa. Vua hỏi, chủ tiệm tên họ là chi? Ước gì ta gửi đồ hành lý ở đây để đi chơi đẳng trăng? Người ấy trả lời rằng, tôi họ châu tên Hồng, cậu mở tôi họ nghiêm tên Linh, người giàu có. Cậu cháu tôi từ tuần nay ở tại đây, xin quan khách cứ việc tự tiện để đồ ở đây để đi chơi rồi trở về, không hề chi phòng ngại. Vua lại hỏi, vậy chớ đi đường nào để đến đó? Chủ tiệm nói, cứ đi thì đường cây phía đông, rồi qua đường hải biên nhai thấy một cái lẩu cao hơn hết ấy là chỗ đó. Vua cảm ơn rồi cùng Nhật Thanh bèn đi đến lẩu ấy mà chơi. Từ ấy khơi ra họa lớn, tưởng tánh mạng không còn. Có một bài thơ đề như vậy, khuyên đừng khinh dễ việc nhàn du, giấy việc phong ba đến oán thù, thiên tử giàu rằng danh vía trọng, gặp cơn khốn đốn phải lao tù khi ấy vua cùng nhật thanh đi đến hải biên nhai quả nhiên có thấy một tòa lầu cao tường xây bốn phía có trồng bông rực rỡ trên có bảng vàng đề tân khánh tửu lầu liền bước đến cửa thấy hai bên bông hoa kiểng vật thật là tao nhã lại thấy lầu kế bên thiên hạ chật cứng như nêm y muốn bước lên xảy thấy tửu bảo bước xuống cười và nói khách quan đến trễ có khách đến chật lầu hết chỗ xin miễn chấp để bữa khác sẽ đến dùng rượu vua nói không phải là ta muốn uống rượu chỉ muốn ngươi dắt ta đến hạnh huê lầu chơi một giây phút ta sẽ đền ơn cho ngươi. Tử bảo ngẫm nghĩ một hồi, nhủ thầm rằng Diệp công tử đến chiều tối mới trở lại hạnh huê lầu, bây giờ cũng còn sớm. Bèn nói với vua rằng như quan khách đây muốn qua hạnh huê lầu chơi cho biết, thì nghe tôi đề nghị như vậy, thì tôi mới dám. Một là, xin đừng phá phách vật chi trong ấy, hai là phải về cho sớm chớ không được chủ trì mà sanh sự khó cho tôi. Vua trả lời rằng ta sẽ y theo lời ngươi dặn, không can chi mà phòng sợ. Khi ấy tử bảo dẫn vua và châu Nhật Thanh đến hạnh huê lầu. Tới nơi liền mở cửa ngỏ ra thì có một đường đi thẳng vô đều lót những đá cầm thạch coi thật rực rỡ. Lại có một cây nhà mát, trên ngạch có một tấm biển nền đen chữ xanh, đề, hạnh hoa xuân võ, bước vòng qua hậu đình, nhà sau, thấy những cây tùng bá xung xuê, cỏ hoa thạch màu liên tiếp có tòa lầu cao lớn ngó rất nguy nga rực rỡ có xây non bổ, cảnh vật thật là phi thường, lại ngó xa xa thấy nước biếc trùng trùng, sóng rợn cuồn cuộn, tòa lầu cực kỳ hoa lệ, tinh xảo vô giá, kể đà không xiết, hạnh huê lầu ở giữa, có cầu phi lộ, liên tiếp đến ba tầng lầu, hai bên lan can đều cần chữ tiểu, chữ vạn. Cao đến nửa lưng chừng trời rất nên mát mẻ, chỗ ấy để chơi theo mùa hạ, nóng nực, và cũng có chỗ khác để chơi theo mùa đông, bước vào lầu hai bên lan can có để những tố tâm lan trồng trong chậu bông bước vào trong thấy bốn bên trưng những hình phong hòa tử biển cần đều bằng cây trầm hương bạch đàn cần năm sắc ngọc pha ly và lục bình trưng những bông tươi các thứ ghế thì bằng cây từ đàn hương chạm trổ rất khéo và cần đá vân thạch còn chữ trong biển liễn đều là người danh nhân thừa chức viết đồ ngoạn khí cổ đồng lâu đời trong thế gian ít có vua xem khắp chỗ rồi ngó vô trong lầu thứ ba thấy có dọn sẵn một tiệc rượu tử tế, bèn hỏi Tử Bảo rằng: sao hồi nãy ngươi nói không còn chỗ nào dọn ăn? vậy chơi chỗ này ngươi để dành cho ai? hay là ngươi nói ta không xứng đáng chăng? mi phải mau mau lấy rượu đem ra đây cho ta ăn uống thì ta sẽ trọng thường. Tử Bảo thất kinh lật đật thưa rằng: tiệc ấy của công tử đợi đến giờ thân thì người đến dùng, bây giờ ai dám dọn ra cho khách quan dùng? bởi vậy khi nãy tôi có nói với khách quan rằng: chơi trong giây phút rồi phải về kẻo để đến giờ thân diệp công tử đến, ắt tánh mạng tôi không còn mà lại quan khách cũng không tránh khỏi vạ lây nữa. Vua cả giận liền nạt mà nói rằng, đồ nói bậy, mi sợ diệp khánh xương, chớ ta thì không sợ. Liền nắm tửu bảo dơ lên như sách con gà giò một thứ, rồi đưa đờ ra ngoài lan can mà nói rằng, mày chịu y theo lời ta chăng, như chịu thì ta dung, bằng không thì ta quăng xuống lầu chết lập tức bây giờ. Tửu bảo sợ chết thất kinh thưa, xin ông tha cho tôi tôi sẽ vâng lời ông, vua liền để tiểu bảo xuống mỉm cười và nói, tao tha cho mày rồi đó, vậy phải vâng theo lời tao, dẫu Diệp Khánh Sương đến nói gì, thì có tao đây, mày đừng sợ. Khi đó tiểu bảo không biết tính thế nào, nên phải đánh liều nhắm mắt tới đâu hay tới đó, bèn đem rượu và đồ ăn dọn ra cho vua và Nhật thanh dùng. Đang lúc vua ăn uống, thì tiểu bảo lén cho người thông tin cho Diệp công tử hay. Vua cũng không hay biết cứ việc ăn uống thỏa thuê nói về diệp khánh sương là con diệp thiệu hồng làm quan đề đốc trấn tại hải biên quan diệp khánh sương này rất là gian ác ỷ thế uy quyền của cha nên cướp ruộng đất của người giựt vợ con thiên hạ bắt gái tơ làm thê thiếp khắc bạc trăm họ hãm hại thương khách giữ hơn quân cường đảo nên trong nhà mới giàu sang giường ấy diệp thiệu hồng thấy con giữ tợn như vậy lại lấy làm vui đẹp mười phần mới nghị kế dùng nghiệp ý cùng nhau muôn dân ta thán bởi vậy nên mới có tiền bạc nhiều mà cất cái hạnh huê lầu ấy, lại hiệp đảng nuôi quân hoang, đặng thiết kế hại người, mỗi ngày đều hiệp bọn tâm phúc bày cáo lũ muông đến đó ăn uống toa dập mưu kế. Ngày ấy đang ngồi bàn luận cùng nhau, xảy thấy gia đình giữ hạnh huê lầu chạy về báo rằng có hai người ở đâu không biết, đến hạnh huê lầu biểu tử bảo phải dọn đồ ăn nội tiệc của công tử sắm sửa đó cho chúng nó ăn, tử bảo không chịu dọn, chúng nó đòi đập chết tử bảo bây giờ chúng nó còn đang ngồi ăn uống với nhau tại tiệc, xin công tử đến đó cho mau đặng trừ chúng nó. Công tử nổi giận như lửa đốt, tức thì truyền lệnh cho nội gia đình, những quân sát nhân và bọn giáo đầu, một, hơn một trăm, đều cầm binh khí thẳng giết đến hạnh huê lầu, rồi công tử truyền lệnh cho quân ấy phân ra bao giữ từng dưới, cửa trước cửa sau, hễ nghe lệnh hô bắt thì bắt, nghe hô giết cứ giết, nếu ai để cho chúng nó chạy thoát thoát khỏi, thì người ấy có tội nặng dặn dò xong gã liền dắt tám tên giáo đầu thẳng tuốt lên trên từng lầu thứ ba, thấy một người ước chừng 40 tuổi mày tằm, mắt phụng, oai phong lẫm liệt, tướng mạo khôi ngô, lại một đứa trẻ chặc chừng 13-14 tuổi, mắt tốt, mày xanh, tướng mạo coi tuấn tú, đang ngồi ăn uống tại bàn, còn tử bảo thì đứng hầu một bên coi bộ buồn dầu sợ sệt. Công tử cà nạt rằng đồ thất phu, thôn dã ở đâu mà dám tới đây làm oai bức tử bảo ép nó dọn tiệc của ta sửa soạn mà ăn trước. Chúng bây muốn chết mới động đến ta, chớ không nghe danh ta sao? Mau nói tên ra đặng ta đưa chúng bây về âm phủ cho rồi. Ngược kép khi đó tử bảo thấy công tử thì lật đật quỳ thưa rằng tôi không chịu dọn. Chúng nó một hai bức biểu tôi phải dọn ra cho chúng nó ăn, bằng không thì đánh chết, xin công tử rộng lòng dung thứ. Nói rồi cúi đầu mọp dưới đất, vua thấy công chuyện như vậy bèn vỗ tay cười lớn. Chương 2, Hồi hai, khi vua cùng Châu Nhật Thanh Đương ăn uống tại hành huê lầu, thấy một lũ kéo lên như hùng, có một người đi trước, đầu rắn, mắt chuột, hình dạng khô ốm, tiếng như đồng la bể, chạy đến buông lời nói hỗn hào, và thấy tử bảo quỳ mọp kêu là công tử, thì biết là Diệp Khánh Sương, vua thấy vậy vỗ tay cả cười mà nói, lão ra đây họ cao tên thiên tứ, con thằng này là con nuôi ta, tên là Châu Nhật Thanh nay ta tình cờ đến lầu này thấy cảnh vật đẹp đẽ lại có tiệc dọn sẵn, thì ta hứng cảnh chơi một chút, như nhà ngươi biết thú vị cùng nhau chơi bời, thì ta chịu lỗi, rồi bồi thường cho, bằng ngươi buông lời hỗn hào không nghĩ, ắt là lũ bay chết tại đây không còn một đứa, chừng ấy mới biết tay ta. Diệp Khánh Sương nổi giận, mặt phừng phừng như lửa đốt liền hô, mau bắt cho ta, mấy tên giáo đầu cầm binh khí chạy lên như rông, lúc đó vua tay không, bèn vác ghế ngồi đánh lại. Sức mạnh vô cùng, mấy tên giáo đầu đều ngã lăn, Diệp Khánh Sương thấy thế cự không nổi, lật đật chạy vấp té, vua chạy lại nắm hai tay đưa lên, ai nấy thấy đều thất kinh, muốn áp lại cứu mà không kịp, vua liền quang Khánh Sương xuống lầu như quang trái tú cầu một thứ, rớt xuống giả sơn nát như tương, bọn ấy thấy vậy thất kinh, chạy về báo cho đề đốc hay, còn mấy tên giáo đầu còn lại đều sợ không dám đánh nữa, lật đật chạy xuống bao giữ các cửa lầu không cho vua ra khỏi lúc ấy vua và nhật thanh hiệp sức bắt trên lầu đánh xuống mỗi tầng đều bị ghế đứng cản trở ra sức dẹp thì mười phần khí lực đã mệt hết ba ra gần đến cửa thì thấy quân ngăn cản vô số vua lượm đặng một cặp song kiếm còn nhật thanh thì được hai cây thước sắt lúc ấy hai người cũng như cọp thêm vây dáng hết sức đánh chết có hơn vài mươi người bởi lũ nó đông lắm liều chết áp vây chặt cứng nói về diệp thiệu hồng là đề đốc tại hải biên quan đang chơi giỡn với hầu thiếp xảy thấy hai tên quân chạy đến quỷ khóc mà báo rằng Diệp Công Tử đã bị hai tên cường nhân quăng xuống lầu nhằm giả sơn chết nát như tương. Diệp Thiệu Hồng nghe báo liền ngã chết giấc nơi ghế giao ỉ, mấy người hầu thiếp thất kinh, lật đật đem thuốc đổ một hồi mới tỉnh lại, liền hỏi tự sự trước sau, hai tên quân ấy thưa lại đầu đuôi cặn kẽ. Và nói, hai tên cường đồ ấy bây giờ ơ còn bị quân ta giáng sức liều chết vây tại đó chưa ra khỏi, xin lão ra đem binh thêm, vây bắt mới đặng khi ấy Diệp Thiệu Hồng lòng như lửa đốt, ruột tợ kim châm, tức thì điểm hết binh mã ngũ đinh, tứ lý, bổn thân kéo đến hành huê lầu, và truyền lệnh cho các sắc nhân dân ai bắt đẳng sẽ trọng thường. Rồi Diệp Thiệu Hồng lên trên cao coi đốc sức cho quân sĩ vào bắt, nhưng thấy có mỏi cự không lại, còn hai tên hung đồ ấy thì gần vụt ra khỏi, bén truyền lệnh cho quân sĩ lấy dây răng mà bắt. Vô lúc ấy đường đánh, thấy binh kéo thêm đến đông lắm, biết có binh tiếp viện, thì biểu nhật thanh dáng sức đánh chạy ra, rồi nhật thanh bị dây vấp té xuống, vua lật đật chạy lại cứu, cũng bị vướng dây mà té, nhưng mà vua là đầu của muôn dân, nên có thần nhân ủng hộ, khi ấy chân long xuất hiện ra muôn đảo kim quang che đỡ trong mình, khí sung thấu đến linh tiêu điện nhằm lúc ngọc đế ra chầu đương cha xét việc lành giữ trong nhân gian, xét đến diệp thiệu hồng là quan đề đốc tại hải biên quan, nguyên kiếp trước là con khỉ tu luyện đã ngàn năm và con chuột ở Thái Hành Sơn Tu đã 800 năm, hai con ấy có trần trần duyên làm cha con cùng nhau, nên cho đầu thai xuống hạ giới, đặng phò vua ngay thẳng, giúp nước thương dân. Ai ngờ hai người đầu thai vào được nhà quan rồi, thì quên lời dặn trước, tàn hại muôn dân, gian tham sàm nịnh, không giữ nào mà chẳng làm, không gian nào khỏi phạm. Bởi vậy nên thần kỳ đã về tâu các việc ấy với Ngọc Đế. Ngày ấy Ngọc Đế tra xét đến chuyện ấy, thì vỗ ghế cả giận xảy có quan thủ điện quỳ tâu rằng cha con diệp thiệu hồng giữ tợn dẫy đầy ngọc đế bèn truyền lệnh cho bổn sứ thành hoàng đem các vị thần và thổ địa đến bảo hộ đương kim hoàng đế nguyên thành hoàng này khi trước làm quan thái thượng huyện gia định tên là lục gia thơ khi mãn số ngọc hoàng thấy tránh trực nên cho nhậm chức thành hoàng tại đó từ khi đáo nhậm đến nay đã hơn một năm lấy làm giận cha con họ diệp về việc tham lam tàn bạo mà không nỡ trách phạt cũng tưởng để cho chúng nó cải giữ làm lành cho tiêu trừ quấy trước. Té ra chúng nó cũng cứ theo thói giữ làm hoài. Này có lệnh ngọc đế phán ra, liền truyền cho các thần thổ địa cùng văn võ thần binh đồng đến hạnh huê lầu, gặp Diệp Thiệu Hồng đương khiến binh ra vây phủ, thành hoàng cả giận giơ tay chỉ ngay bụng của Diệp Thiệu Hồng. Khi ấy Diệp Thiệu Hồng phát đau bụng la lên một tiếng lớn té nhào xuống đất, những quân thủ hạ bảy muông, lũ cáo thấy vậy, bỏ việc vây bắt vua liền chạy lại thấy Diệp Thiệu Hồng mặt mày xanh lét, máu trào ra hơn vài chén mà chết. Quân sĩ khiêng về phủ, tướng sĩ không biết cớ gì, đều kinh hãi, còn cả thành nhân dân rùng rùng đến coi, kẻ nói tại tức mình mà chết, người thì nói bị tên người khuất mặt bắn, còn mấy tay học hành thông thái lại nói nay cha con đều chết phi mạng dương ấy, cũng bởi ngày trước làm điều gian ác, nên nay bị âm binh của trách mà đền oan báo, như vậy mới phỉ lòng mọi người ao ước cùng nhau đàm phán và nghị luận rồi ai về nhà nấy nói về vua khi bị vấp dây té dưới đất liền lồm cồm đứng dậy chạy lại đỡ nhật thanh lên thì thấy quân dân đều cuốn dây chạy tán loạn hết lại nghe rằng diệp đô đốc bị hộp máu mà chết vua nói với nhật thanh rằng nếu người giữ mà không bị trời ha ị thì cũng bị quỷ thần giết nay tuy đã chết rồi cũng phải xử lục thi một thì mới vừa lòng thiên hạ khi đương nói chuyện xảy thấy nghiêm linh là người chủ tiệm vua gửi hành lý đó chạy đến mồ hôi ướt đẫm áo, thở hồn hền mà nói rằng tôi nghe người ta đồn nói quan khách bị vây, tôi sợ có việc chẳng lành, nên chạy đến thăm. Vua thấy nghiêm linh thì cả mừng, rồi vua và châu Nhật Thanh cùng nghiêm linh đều trở lại chỗ chú ngụ, vua vào phòng lấy giấy hoa tiên thảo một tờ chiếu mà phong lại. Khi ấy Nhật Thanh thưa cùng vua rằng Diệp Gian Thần tuy là chết rồi, song còn sợ nó là quan lớn của triều đình, nếu chúng nó toa dập chạy tờ cáo về kinh ắt không khỏi tội xin cha phải tính trước vua nói con hãy yên lòng để mặc cha tính không can gì đâu rồi kêu nghiêm linh lại dặn nhỏ rằng phiền nhà ngươi đem tờ này đến kinh thành và phủ quan đại học sĩ lưu dung nói có thánh chỉ thì sẽ có người rước ngươi khi ấy ngươi hãy thuật sự tích các việc cho rõ ràng và biểu phải mau mau y chiếu chỉ hãy cẩn thận chớ khá tiết lậu mà hư việc của ta Lúc ấy Châu Nhật Thanh và Nghiêm Linh mới biết là vua, thì nửa mừng nửa sợ, rồi Nghiêm Linh quỳ xuống lại mà xưng rằng tử tội, vua dậy chớ kha nói lớn, phải đi mau lập tức. Nghiêm Linh yên lòng, vừng chỉ ra đi, nói về Lưu Dung đang ngồi trong phủ, xảy có quân vào báo rằng có người đem thánh chỉ có việc cơ mật, liền thất kinh ra rước Nghiêm Linh vào, rồi lập hương án mà đọc chỉ, chậm xuống Giang Nam chơi, đi vừa đến Hải Biên Quan, ghé chơi tại Hạnh Huê Lồng gặp thằng Diệp Khánh Sương nó khi dễ chẫm, bị chẫm đánh chết, cha nó là Diệp Thiệu Hồng làm đế đốc, đem binh vây bắt chẫm, may trời làm cho nó thổ huyết cũng chết luôn. Xét lại bình nhật cha con chúng nó làm nhiều điều hung ác, nhân dân tại Hải Biên Quan chịu nhiều khổ sở Lưu Khanh khá nghe chiêu chẫm, dạy quan cửu môn đề đốc điểm tam quân đến lục thi cha con Diệp Thị và bắt tôn tộc Thiệu Hồng y luật chém đầu cho yên lòng dân chúng. Chiếu như có đến Khanh khá vâng lời. Lưu Dung đọc chiếu xong rồi cả kinh lật đật đem chiếu chỉ đọc cho quan cửu môn đề đốc là nhạn như lâm nghe, xong liền điểm 18 tên thị vệ và 3.000 quân ngự lâm, kéo giết đến hải biên quan ra mắt thiên tử. Vua bèn dậy nhan như lâm đem thay cha con Diệp Thiệu Hồng xử lục thi và bắt dòng họ cả thầy đem chém hết. Lúc hành hình, nhân dân đều vui mừng, rồi cho đòi quan đề đốc Sơn Tây là khiêu văn thăng về thế tại hải biên quan. Còn gia sản của Diệp Tiệu Hồng thì giao cho Nhạn như lâm giải về kinh sư, rồi ban thưởng cho Châu Nhật Thanh, nhiên linh và dạy đem đồ hành lý, rồi vua cùng Châu Nhật Thanh từ biệt các quan, nhắm Giang Nam thẳng đến. Đi đường nhân lúc mát trời, non xanh nước biếc, cảnh tốt, hoa thơm, nhà cửa đông đảo, nhân dân vui vẻ, cảnh tượng thái bình, sớm đi, tối nghỉ. Ngày kia đi đến mé sông lớn, trời vừa tối, bèn vào tiệm ngủ. Dạng ngày. Vua và Châu Nhật Thanh xuống ghe đi, thấy chủ ghe cầm sổ bắt từ trước mũi góp tiền mỗi người đến sau lái, lại nghe bộ hành dặn chủ ghe phải thành tâm van vái cho bình an. Vua không hiểu cớ gì, lấy làm lạ, bền hỏi chuyện chi vậy. Có một người kia đáp rằng, quan khách chưa rõ phong tục nơi đây, nguyên trổ sông này, cách đây chừng vài dậm có một tòa thạch sơn, miễu lão ma thần rất linh hiển, bất kỳ là quan thiên, thương bộ gì, nếu muốn đi qua sông, thì phải sắm heo dê, rượu, thịt đến miễu a công tế vái van thì qua sông mới được bình an. bằng không thì giàu cho trời thanh biển lạc đi nữa. ghe qua gần đến bờ rồi cũng khiến cho thiên am địa hôn nổi cơn rông gió sóng ba đảo làm cho ghe phải chìm. người chết từ thuở nay như vậy đó. thôi để lát nữa ghe đến miễu, quan khách phải theo chúng tôi lên đó van vái, rồi đi mới bình an. vua cười và nói rằng bọn người đừng có làm vậy uổng phí tiền, hãy yên lòng thả ghe qua đi như đến giữa sông lão ma thần có làm chuyện gì, thì ta sẵn có linh phù của dị nhân truyền dạy đây, chẳng những là sóng gió của lão ma thần, dẫu cho tứ hải long vương cũng chẳng dám nghịch chỉ ta nữa. Các người bộ hành nghe đều nói rằng như quan khách không đủ bạc, để chúng tôi chịu dùng cho hai người cũng đẳng, chớ không phải chuyện chơi đâu, chớ chi người làm thì người chịu thì không nói gì, ngặt là hại lây cho đến hai mươi người dưới ghe thì lấy làm tội nghiệp, vừa biết mấy người không nghe lời bền xanh ra một kế, liền thỏ tay vô áo lót mồ hôi, lấy ra một hạt tị thủy châu, nguyên áo có năm hột nút bằng bửu châu, kim mộc, thủy, hỏa, thổ, dầu đao binh nước lửa cũng không làm hại đặng, rồi nói với mấy người bộ hành rằng nếu không tin, để ta niệm chú rồi phân hai đường nước ra cho mà coi. Các người nói, vậy thì chúng tôi mới tin cho, nói rồi đều súng lại coi, vua lấy hạt nút bửu châu, cầm trong tay giả bộ niệm chú rồi thò tay dưới nước vạch ra một cái, tức thì có một đạo bạch quang xẹt ra sông đáy nước, nước vẹt ra ước chừng vài trượng, mấy người ấy đều khen rằng giỏi. Rồi vua lấy tay lên, thì nước cũng y hườn lại như cũ. Khi ấy chủ ghe đem tiền bạc đã đóng góp trước đó trả lại cho khách bộ hành. Khi ấy hàng hóa trở xong xuôi rồi liền lui ghe, nước xuôi gió xuôi ghe đi mau như tên, đến miễu lão ma thần thấy trên miễu hương khói mịt mù tiếng chiêng trống vang tai còn thân trên miễu đoàn ghe đậu có hơn trăm chiếc có một chiếc ghe có vua đi là đi thẳng mà thôi đoàn ghe đậu đó đều chỉ trỏ nói chiếc ghe này thật là gan quá không sợ chết lúc ấy trời êm biển lặng ghe đến giữa sông thình lình phát lên một trận rông, sóng gió nổi ba đào ghe nhồi lắc bườm bọc gió hạ xuống không đặng ghe bị sóng phủ ướt loi ngoi khách bộ hành thất kinh hối vua họa phù cho mong ai ai đều nói, ấy là lão ma thần linh hiền đó, nếu chậm trễ ắt lũ ta vào bụng cá, xương tan dòng sông chớ không khỏi. Vua nghe nói thì nghĩ rằng, thuở trước vua đường Thái Tông lúc quá hải trinh đông cũng có long vương lại trầu, sóng gió nổi ầm ầm như vậy mà ngài viết hai chữ, miễn chiều, thì sóng gió đều lặng, nay ta đây cũng tưởng chắc là như vậy, chớ không phải lão ma thần nào. Bèn vẻ hai chữ, miễn chiều, giả đò như thư phù rồi khiến nhật thanh đem trước mũi ghe thả xuồng dưới nước. Trong giây phút quả trời thanh biển tịnh, sóng lặn, gió tan, các thương khách thấy linh nghiệm như vậy, đều cả mừng súng nhau lại tạ. Nguyên khi thấy hai chữ của vua xuống, thì lão ma thần không dám làm sóng gió nữa, mới bình tĩnh, còn các người bộ hành lại khỏi phí tiền vô ích nữa. Khi ghe đến bờ, bộ hành lên hết rồi châu nhật thanh mướn một chiếc ghe nhỏ đi cùng vua dọc theo mé biển, thấy nhà cửa nguy nga dưới sông đủ các thứ ghe tinh xảo chiếc đua bơi chiếc buôn bán chiếc thì thổi tiêu đánh nhạc chiếc lại sướng ca nghe liền không dứt sinh huỳnh từ khúc đều thuộc nam âm phụ nữ nam nhơn mặc tình gấm nhiễu khi ấy đến bến trả tiền ghe rồi nhật thanh mang đồ hành lý theo vua lên bờ thấy đường xá chợ búa sạch sẽ có nhiều bia để những tên trung thần liệt phụ hiếu tử nghĩa sĩ để gian đời thật là đẹp đẽ đất nam kinh xem khôn cùng bỗng đâu có một người lầm lùi đi xốc tới đụng vào bụng vua và đạp nhằm giày lấm bết, lật đật công tay xin lỗi, mặt mày buồn bực, coi bộ có việc đi gấp rút. Vua cản lại hỏi rằng, người có việc chi can hệ hãy nói cho ta biết, người ấy trả lời rằng, tôi vô tâm lở đạp nhằm trơn đại nhân, không phải do tôi dám khi dễ, xin đại nhân buông tha cho tôi đi lo việc đại sự, cầu cứu mạng, nếu trẻ thì phải khốn. Vua nói, nguyên sự tích làm sao, hãy nói cho ta rõ họa may ta có thể giúp chút đình gì chăng người ấy nghe nói cả mừng và nói tôi nghe tiếng nói và tướng mạo ông không phải tầm thường xin cho tôi biết cao tánh đại danh và ở đâu mà đến đây có việc chi vua rằng ta họ cao tên thiên tứ ở bắc kinh làm quan quân cơ vụ sự trong phủ lưu dung nghe đồn phong cảnh nam kinh vui vẻ nên đến chơi còn ngồi này là con nuôi ta tên châu nhật thanh vậy ngươi có việc chi hãy nói cho ta nghe thử người ấy nghe nói liền vỗ tay cả mừng, thiệt là đạp giày quan khách nguyên không biết thác mộng thần nhơn thật chẳng sai. Người ấy mừng và nói rằng tôi vâng lời anh tôi đi tìm đại hiền, may gặp ở đây, xô cháu tôi may khỏi tai nạn, tôi tên Trần Đăng, còn anh tôi là Trần Thanh, thủa nay ở xứ này cũng có hàng sản chút đỉnh, đều không có con trai. Anh tôi có một đứa con gái tên Trần Tố Xuân tuổi vừa 16, đã hứa gã cho con họ tiêu, gần đến ngày cưới rồi bị yêu ma mười phần chắc chết, cả nhà đều kinh hài, đã có rước một đạo sĩ mà không trừ đẳng, và một ông hòa thượng tụng kinh cũng không giảm. Thời may đêm hôm qua anh tôi nằm chiêm bao thấy kim giáp thần nhân dạy rằng, ngày mai hãy đón người ở Bắc Kinh tên là Cao Thiên Tứ Lão Gia và một công tử tên là Châu Nhật Thanh. Hai người ấy có phép thần thông trừ yêu quái cứu con ngươi được, nếu thất cơ hội thì con ngươi không còn, nên anh tôi sai tôi đi đón rước may gặp đây thật là lời thần nhơn mách bảo ứng nghiệm thật là tam sanh hữu hạnh vậy xin hai vị đại hiền lấy lòng lành rộng ra phép tắc cứu mạng cháu tôi thời anh em tôi sẽ đền ơn ba ngàn lượng bạc và một trăm hột minh châu chương ba hồi ba nói về trần đăng đem hết các việc thần nhân mách bảo nói lại cho vua nghe và nói nay may tôi gặp đặng quế nhơn xin quế nhơn lấy lòng từ bi ra ơn cứu cháu tôi cũng bằng lập năm bảy kiền chùa chẳng phải là nhờ ơn cứu đặng sống mà thôi. Anh em tôi cũng cảm ơn Đức vô cùng nữa. Nói rồi cứ việc lại hoài không thôi. Vua lật đật đờ vậy mà nói rằng không dối chi Trần Huynh, vì tôi không học phù phép, thì biết thế nào mà trừ yêu qua y cho đặng. Chớ chi nếu là con người, dầu mình đồng ra sắt, mãnh hổ, giao long, võ nghệ bực nào đi nữa, thì ta cũng trừ đặng. Còn như yêu ma, quỷ mị cùng như máy móc không hình tượng, nó thấy mình còn mình không thấy nó, Dầu cho sức mạnh thế nào đi nữa cũng không làm gì đặng, thôi ngươi hãy đi tìm người khác kẻo để lâu mà hư việc. Trần Nhị Viên Ngoại nghe nói nghĩ thầm rằng vua chối từ không chịu, nên đổ mồ hôi ướt áo, hai hàng nước mắt rầm rề, quỷ mọp dưới đất mà khẩn cầu rằng này đã có thần nhân mách bảo, quế nhân rõ ràng không sai, còn đi rước ai cho hơn nữa bây giờ, nếu không chịu cứu thì có chết tôi cũng theo nhị vị mà thôi nói rồi quỳ mọp dưới đất mà khóc lúc ấy người đi theo trần đăng chạy về báo cho đại viên ngoại là trần thanh hay lập tức trần thanh bổn thân đầy hai cái kiệu đến đó quỳ xuống khẩn cầu rất nên chí thiết khi ấy những người đi đường đều xuống lại coi không biết ý gì còn vua thì tay đờ hai người ấy dậy trong lòng thì kiếm điều nói tháo đạp đi cho khỏi không rẻ châu nhật thanh tánh còn con nít chưa hiểu việc yêu ma ra thể nào thấy người cầu lụy lắm như vậy thì đem lòng thương ma xa nước mắt và thưa rằng xin cha hãy rộng lòng cứu giúp kẻ bị nguy hiểm, đến đó xem thử giường bao, họa may cứu đặng trăng, kẻo đề người bi lụy lắm vậy không nờ. Hai người nghe nói lật đật đứng dậy, vui mừng mà nói rằng lịnh lang đã bằng lòng, xin cuối nhơn chơ chối từ tội nghiệp. Hai người bèn phò vua và nhật thanh lên kiểu, rồi vẹt người đứng coi ra chạy giết về nhà, tại thính đường làm một cách rất trọng hậu. Vua nói, thật là ta không biết cách bắt yêu ra thế nào nhưng mà thấy ngươi có lòng khẩn cầu quá và con ta tại lở húa lời vậy ta cũng liều mình mà giúp như bắt đặng ấy là phúc đức cho ngươi bằng không xin chớ chê cười vậy chứ bây giờ yêu quái hiện ở tại đâu đặng ta ra tay coi thử trần thanh nói trời còn sớm nó chưa về còn con gái tôi ở tại sau vườn bông mẫu đơn xin đại nhân dùng trà rượu nghỉ ngơi cho khỏe rồi sẽ hay Vua nói, vậy thời phải rời lịch ái đi chỗ khác rồi dọn một tiệc rượu tại mẫu đơn đình chùa lịch ái nằm đó đặng ta uống rượu mà đợi yêu quái đến ta sẽ dùng kế mà bắt. Trần Thanh thưa rằng, chẳng hay đại hiền muốn dùng vật chi mà bắt yêu, xin nói cho tôi biết đặng lo sắm trước. Vua nói, hãy sắm một cây thiết côn đặng làm khí giới, và lựa vài mươi người cho mạnh dạn để theo con ta, như có yêu đến thì ở sau gióng chiên đánh trống, đốt pháo, và la lên cho lớn tiếng đặng trợ oai còn trong nhà bốn phía phải đốt đèn cho sáng ở ngoài đốt đèn pha ly cho nhiều phòng khi yêu khí về có rông lớn thì khỏi bị tắt đèn vì âm khi thấy dương khí phải sợ và xông thuốc bùa lên cho kỵ tả yêu còn người nào nhát thì đừng cho ở đó anh em trần thị dậy trong nhà sắm sửa đổ đồ và dọn một tiệc rượu sau vườn rồi hai anh em ngồi đài vua và nhật thanh lúc đó đương giờ mùi bốn người uống rượu cùng nhau cho đến tối vua cũng có ý say Bèn dùng cơm tối, rồi tiệc hết, lại dọn ra một tiệc rượu khác, uống rượu chơi cầm trừng, đặng đợi yêu đến. Đang lúc trăng tỏ, sao thưa trời thanh, đêm lặng, bốn người ra dạo cảnh xem trăng, vừa lúc canh ba, xảy thấy phía đông một lùm mây đen bay đến giữa sân, dây lâu nổi lên một trận cuồng phong, thiên hôn địa ám cát đá bay dậy, mọi người đều nói nó đã đến rồi đó, núp lại đàng sau, vừa ngó lên thấy trên mây xẹt xuống một người đạo gia ước chừng ba mươi tuổi mặt trắng không dâu mặc áo lam bào đội mão cân đai đi giày vân lý lưng buộc dây tơ mình đeo gươm vắn tay cầm phất trần bươn bươn bước đến sân hỏi rằng ai dám đến đây uống rượu phá tịnh thất và ngăn trở việc giai kỳ của ta vua cất tiếng mắng rằng đồ giả đạo ở xứ nào mà dám đến đây hóa yêu quỷ ô dâm con gái người không kiêm phép nước tự thị trước yêu cả gan làm quấy tội chẳng nên tha nếu nghe lời ta bỏ tà quy tránh, các lỗi đều thôi, bằng chẳng nghe sẽ có phép ngủ lôi oanh đánh xuống, hưởng phục nguyên hình, bỏ vào địa ngục, uổng công phu tu luyện lâu năm, nay vì sắc dục, bỏ hết công trình trôi theo dòng nước chẳng là uổng lắm, người khá liệu toan, chớ để ngày sau mà tiếc. Đạo gia nghe nói cả ré lên một tiếng mà nói rằng mày thật lớn gan, muốn quản việc ta, tưởng khi mày số chết mới dám đến đây, vốn ta cùng nàng Trần Tố Xuân có phần túc thế nhân duyên bởi vậy nó có rước những thầy cao tăng đạo sĩ thần thông quảng đại còn không làm chi ta nổi huống gì ngươi tài cán chi dám đến đây chịu chết ngươi muốn tỉ thí cùng ta hãy xưng tên họ đi vua nghe nói nổi nóng khí sông ngươn đầu đạo núi lở sông nạt lên như sấm mà nói rằng ta là cao thiên tứ nếu không chặt mầy ra hai khúc ắt chẳng biết sức ta nói rồi liền ngươi thiết côn nhắm ngay đầu đạo gia đánh xuống đạo gia rút gươm đờ đánh được vài hiệp vô hăng sức dùng hết trổ hay thiết côn đánh như tuyết che trùng dưới cây lão thọ cứng cỏi bốn phía gió không qua mưa chẳng lọt hào quang hiện ra chỉ thẳng va ô mặt điệu đạo còn ngoài thì quân la ó chiêm trống đánh dùm tai một bên thì châu nhật thanh đốc thúc thủ hạ đốt pháo và đánh trương hoa đồng vào trong mặt yêu yêu đạo dùng đao vắn gặp phải thiết côn dài đánh sao cho lại còn đường thiết côn của vua là thần xuất quỷ nhập biến hóa vô cùng yêu đạo đánh không lại liền chạy, cả kêu rằng, chớ khá theo ta làm chi, vua cứ việc theo mãi, các thủ hạ lại rượt theo gấp lắm. Khi ấy yêu đạo hiện nguyên hình, mình cao dư một trưởng, lưng lớn hai vừng, đầu mọc lông đỏ, mặt xanh con nanh co vút, mắt như lục lạc, mình mọc những vảy hà miệng đỏ lòm, dương vấu ra nhắm mặt vua vấu xuống. Khi ấy vua thất kinh, tam hồn bay mất, thất phách bay xa, liền nổ lên một tiếng, Hiện ra một con rồng vàng năm móng đón trước mặt yêu, khi ấy yêu biết là thiên tử, bèn hóa ra một trận thanh phong bay mất, để lại một bài thơ. Nhật Thanh và các người thù hạ chạy đến lượm đặng dưng cho vua, đem về giữa tiệc rở ra thấy bài thơ như vầy. Trời đà trước định mối hoan ương, chẳng phải chẳng tiêu nghĩa vấn vương, thái bạch kim tinh lời dặn bảo, duyên nầy khá sánh với châu lang, khi ấy anh em viên ngoại nghe vua đọc thơ rồi liền vỗ tay lên chán mà nói, vậy thì con gái tôi không duyên nợ gì với tiêu thị, thật là sánh với công tử, nên thần nhân chỉ rõ ràng, chẳng biết lịch ân công có bằng lòng không. Như đành thì tôi xin cùng ân công kết nghĩa châu trần, vầy duyên qua các. Vua đáp rằng, như vậy rất tốt, nhưng mà lộ đồ lựa thú, không biết lấy chi đặng làm phải. Rồi thò tay vào trong áo nhỏ lấy ra một hột minh châu, trao cho Trần Viên Ngoại để làm lễ xính trần thanh liền lấy rồi đặt bàn giữa trời lại tạ thái bạch kim tinh đền ơn chỉ bảo rồi thỉnh vua và nhựa thanh vào phòng yên nghỉ khi ấy hai anh em trần thị vào nhà trong thuật hết các công chuyện cho viện quân và tố xuân nghe thì hai mẹ con đều vui mừng sáng ngày trần thanh dậy người trong nhà sửa soạn tiệc đám cưới nguyên nàng tố xuân nầy khi trước có hứa gả cho tiêu thị mà khi bị yêu ma phá hoại thì viên ngoại có giao nếu ai cứu đặng thì gả làm vợ họ tiêu cũng bằng lòng làm vậy nên nay tính gã không cần phải nói đến tiêu thị nữa. Trần Thanh hỏi, chẳng hay lệnh lang đã đặng bao nhiêu tuổi, vua nói, Nhật Thanh 15 tuổi, còn nàng Tố Xuân 16 tuổi, bèn giúp thầy coi ngày cưới. Thầy coi đặng ngày mai giờ dần, ngày ấy cho mời thân tộc dọn một chỗ tân nhơn ngoạc phòng tại mẫu đơn đình rất nên hoa mỹ. Vì hai anh em giàu có mà chỉ có một đứa con gái đó thôi, lại mang ơn Nhật Thanh, còn Thái Bạch Kim Tinh thì làm mai thì chắc ngày sau cũng vinh hiền, nên lấy bạc vàng dọn chỗ riêng cho vợ chồng tố xuân tốt vô giá, đến ngày các thân bằng cố hữu đều đi lễ hạ sanh tiêu. Cổ nhạc động phòng huê trúc, thật là tài tử giai nhân, vua và viên ngoại lấy làm đẹp giả, ở đó đặng ba ngày, vua bèn nói với anh em Trần Thị rằng ta mắc việc quan ở lâu không đẳng, vậy mai này ta sẽ lên đường, rồi ngày sau trở lại có bài thơ rằng, trừ yêu nhờ bởi có thần nhơn, lại khiến châu lang đặng kết thân, quỷ liệt nhơn sơn đành bị bại, trình thanh trương phụ được nhờ ơn, người lành há dễ lầm tay quỷ, lòng giữ đâu che được mặt thần, mới biết xưa nay đều có trả, đạo trời sau trước cũng đều cân, dạ ngày vua dậy nhật thanh lại tạ mà người trong nhà đưa đón đều buồn. Vua cùng nhật thanh ra khỏi xứ hải thanh, ngày kia trời gần tối đi đến mé biển, thấy cây cối mịt mù, tiếng sóng bùa ầm ầm xảy thấy một người đàn bà có chửa ảm một đứa nhỏ chừng giáp năm lại rất hai đứa nữa chừng năm tuổi đập tay dậm chân kêu trời than khóc rất là thảm thiết coi bộ muốn nhảy xuống sông tự vận vua lật đật cản lại thì người đàn bà ấy mắng vua và nói ta không phải bà con quen lớn chi với ngươi lại gái trai chẳng phép lại gần nhau sao ngươi dám ngăn cản ta một cách vô lễ như vậy vua cản lòng đáp rằng lời tục con nói cứu ngỏi sống hơn đống vàng ta thấy ngươi muốn tự vận ắt có oan ức chi nên ta mới cản lại, vậy hãy nói hết đầu đuôi cho ta rõ, hoặc may ta cứu đặng, thì mấy đứa nhỏ này cũng khỏi bị hại, sao ngươi lại dám mắng ta? Người ý đàn bà kia nói, việc oan ức tôi kể sao cho xiết, may có vua mới giải đặng, chờ nói cho người nghe cũng không có ích gì. Vua nói, ta là cao thiên tứ làm biện lý quân vụ của quan tể tướng Lưu Dung, ngươi hãy nói hết cho ta nghe, có lẽ cứu đặng. Người đàn bà nghe nói, liền muốn tỏ bày tâm sự của mình, nhưng mà nước mắt tuôn ra như mưa, tức tưởi nói không ra tiếng. Vua an ủi rằng, người hãy bớt khóc, thùng thẳng kể hết gốc ngọn cho ta nghe. Người đàn bà vừa khóc vừa nói, tôi họ cao vợ của Trương Quế Phương ở tại xứ này, nguyên chồng tôi có nghề bán gà. Ngày trước Tân Khoa Hàn Lâm là khu nhân sơn ăn đầy tháng cho con, có mua của chồng tôi một tạ gà giá 10 lượng bạc, người đem bạc giả mà trả, chồng tôi không nây, ra việc tranh đấu người lại xúi gia đình bắt chồng tôi đem đến huyện Kim Thành làm án bạch nhiệt hành thích, xử về tội chết còn đang giam tại khám, rồi lại bắt tôi đem bán cho nhà đĩ. Bởi thế bức như vậy, nên tôi rất cần ra liều mình cho tròn trinh tiết, xin quan khách đem lòng thương, cứu giúp vợ chồng tôi, ơn ấy muôn kiếp không dám quên. Vua nghe cả giận nói, này ta có việc ở lâu không đẳng, ta cho ngươi một trăm lượng bạc đây, hãy đem đến nhà Kim Nhơn Sơn lấy lời thuận lẻ êm năn nĩ với nó mà chuộc chồng ngươi về. Nói về Trần Đăng đem hết các việc thần nhân mách bảo nói lại cho vua nghe và nói, nay may tôi gặp đặng Quế Nhơn, xin Quế Nhơn lấy lòng từ bi, ra ơn cứu cháu tôi cũng bằng lập năm bảy kiền chùa, chẳng phải là nhờ ơn cứu đặng sống mà thôi, anh em tôi cũng cảm ơn đức vô cùng nữa. Nói rồi cứ việc lại hoài không thôi, vua lật đật đờ vậy mà nói rằng, không dối chi Trần Huynh, vì tôi không học phù phép, thì biết thế nào mà trừ yêu qua y cho đặng. Chớ chi nếu là con người, dầu mình đồng ra sắt, mãnh hổ, giao long, võ nghệ bực nào đi nữa, thì ta cũng trừ đặng. Còn như yêu ma, quỷ mị cùng như máy móc không hình tượng, nó thấy mình còn mình không thấy nó, dầu cho sức mạnh thế nào đi nữa cũng không làm gì đặng. Thôi ngươi hãy đi tìm người khác kẻo để lâu mà hư việc. Trần nhị viên ngoại nghe nói nghĩ thầm rằng vô chối từ không chịu, nên đổ mồ hôi ướt áo hai hàng nước mắt rầm rề, quỳ mọp dưới đất mà khẩn cầu rằng, này đã có thần nhân mách bảo, cuối nhân rõ ràng không sai, còn đi rước ai cho hơn nữa bây giờ, nếu không chịu cứu thì có chết, tôi cũng theo nhị vị mà thôi. Nói rồi quỳ mọp dưới đất mà khóc, lúc ấy người đi theo Trần Đăng chạy về báo cho đại viên ngoại là Trần Thanh hay lập tức, Trần Thanh bổn thân đầy hai cái kiệu đến đó quỳ xuống khẩn cầu rất nên chí thiết. Khi ấy những người đi đường đều xuống lại coi không biết ý gì còn vua thì tay đờ hai người ấy dậy, trong lòng thì kiếm điều nói tháo đặc đi cho khỏi, không rẻ châu nhật thanh tánh còn con nít chưa hiểu việc yêu ma ra thể nào, thấy người cầu lụy lắm như vậy, thì đem lòng thương ma xa nước mắt và thưa rằng xin cha hãy rộng lòng cứu giúp kẻ bị nguy hiểm, đến đó xem thử giường bao, họa may cứu đặng trăng, kẻo để người bi lụy lắm vậy không nờ. Hai người nghe nói lật đật đứng dậy, vui mừng mà nói rằng lịnh lang đã bằng lòng xin quế nhơn chớ chối từ tội nghiệp. Hai người bèn phò vua và nhật thanh lên kiệu, rồi vẹt người đứng coi ra chạy giết về nhà, tại thính đường làm một cách rất trọng hậu. Vua nói, thật là ta không biết cách bắt yêu ra thế nào, nhưng mà thấy ngươi có lòng khẩn cầu quá, và con ta tại lở húa lời, vậy ta cũng liều mình mà giúp. Như bắt đặng, ấy là phúc đức cho ngươi, bằng không xin chớ chê cười. Vậy chứ bây giờ yêu quái hiện ở tại đâu? đặng ta ra tay coi thử. Trần Thanh nói, trời còn sớm nó chưa về, còn con gái tôi ở tại sau vườn bông mẫu đơn, xin đại nhân dùng trà rượu nghỉ ngơi cho khỏe rồi sẽ hay. Vua nói, vậy thời phải rời lịch ái đi chỗ khác rồi dọn một tiệc rượu tại mẫu đơn đình chùa lịch ái nằm đó đặng ta uống rượu mà đợi yêu quái đến ta sẽ dùng kế mà bắt. Trần Thanh thưa rằng, chẳng hay đại hiền muốn dùng vật chi mà bắt yêu, xin nói cho tôi biết đặng lo sắm trước. Vua nói, hãy sắm một cây thiết côn đặng làm khí giới, và lựa vài mươi người cho mạnh dạn để theo con ta, như có yêu đến thì ở sau giống chiên đánh trống, đốt pháo, và la lên cho lớn tiếng đặng trợ oai, còn trong nhà bốn phía phải đốt đèn cho sáng, ở ngoài đốt đèn pha ly cho nhiều, phòng khi yêu khí về, có rông lớn thì khỏi bị tắt đèn, vì âm khi thấy dương khí phải sợ và sông thuốc bùa lên cho kỵ tả yêu, còn người nào nhát thì đừng cho ở đó anh em trần thị dậy trong nhà sắm sửa đổ đồ và dọn một tiệc rượu sau vườn rồi hai anh em ngồi đài vua và nhật thanh lúc đó đương giờ mùi bốn người uống rượu cùng nhau cho đến tối vua cũng có ý say bèn dùng cơm tối rồi tiệc hết lại dọn ra một tiệc rượu khác uống rượu chơi cầm chừng đặng đợi yêu đến đang lúc trăng tỏ sao thưa trời thanh đêm lặng bốn người ra dạo cảnh xem trăng vừa lúc canh ba xảy thấy phía đông một lùm mây đen bay đến giữa sân, dây lâu nổi lên một trận cuồng phong, thiên hôn địa ám, cát đá bay dậy, mọi người đều nói nó đã đến rồi đó, núp lại đàng sau, vừa ngó lên thấy trên mây xẹt xuống một người đạo gia, ước chừng 30 tuổi, mặt trắng, không dâu, mặc áo lam bào, đội mão cân đai, đi giày vân lý, lưng buộc dây tơ, mình đeo gươm vắn, tay cầm phất trần. Bươn bươn bước đến sân hỏi rằng, ai dám đến đây uống rượu, phá tịnh thất và ngăn trở việc giai kỳ của ta." Vua cất tiếng mắng rằng: "Đồ giả đạo ở xứ nào mà dám đến đây hóa yêu quỷ ô dâm con gái người, không kiêm phép nước, tự thị trước yêu, cả gan làm quấy, tội chẳng nên tha. Nếu nghe lời ta, bỏ tà quy tránh, các lỗi đều thôi, bằng chẳng nghe sẽ có phép ngủ lôi oanh đánh xuống, hườn phục nguyên hình, bỏ vào địa ngục, uổng công phu tu luyện lâu năm, nay vì sắc dục, bỏ hết công trình trôi theo dòng nước, chẳng là uổng lắm." Ngươi khá liệu toan, chớ để ngày sau mà tiếc. Đạo gia nghe nói cả ré lên một tiếng mà nói rằng, mày thật lớn gan, muốn quản việc ta, tưởng khi mày số chết mới dám đến đây, vốn ta cùng nàng Trần Tố Xuân có phần túc thế nhân duyên, bởi vậy nó có rước những thầy cao tăng, đạo sĩ thần thông quảng đại còn không làm chi ta nổi, huống gì ngươi tài cán chi dám đến đây chịu chết, ngươi muốn tỉ thí cùng ta, hãy xưng tên họ đi. Vua nghe nói nổi nóng khí sông ngươn đầu đạo núi lở sông, nạt lên như sấm mà nói rằng ta là cao thiên tứ nếu không chặt mầy ra hai khúc ắt chẳng biết sức ta. Nói rồi liền hơi thiết côn nhắm ngay đầu đạo gia đánh xuống, đạo gia rút gươm đờ, đánh được vài hiệp, vô hăng sức dùng hết chỗ hay. Thiết côn đánh như tuyết che trùm dưới cây lão thọ cứng cỏi, bốn phía gió không qua, mưa chẳng lọt, hào quang hiện ra chỉ thẳng va ô mặt điệu đạo, còn ngoài thì quân la ó. Chiêm trống đánh dùm tai một bên thì châu nhật thanh đốc thúc thủ hạ đốt pháo và đánh trương hoa đồng vào trong mặt yêu yêu đạo dùng đao vắn gặp phải thiết côn dài đánh sao cho lại còn đường thiết côn của vua là thần xuất quỷ nhập biến hóa vô cùng yêu đạo đánh không lại liền chạy cả kêu rằng chớ khá theo ta làm chi vua cứ việc theo mãi các thủ hạ lại rượt theo gấp lắm khi ấy yêu đạo hiện nguyên hình mình cao dư một trưởng lưng lớn hai vừng đầu mọc lông đỏ mặt xanh con nanh co vút, mắt như lục lạc, mình mọc những vảy, hả miệng đỏ lòm, dương vấu ra nhắm mặt vua vấu xuống. Khi ấy vua thất kinh, tam hồn bay mất, thất phách bay xa, liền nổ lên một tiếng, hiện ra một con rồng vàng năm móng đón trước mặt yêu, khi ấy yêu biết là thiên tử, bèn hóa ra một trận thanh phong bay mất. Để lại một bài thơ, Nhật Thanh và các người thù hạ chạy đến lượm đặng dưng cho vua. Đem về giữa tiệc dở ra thấy bài thơ như vầy, trời đà trước định mối hoan ương, chẳng phải chẳng tiêu nghĩa vấn vương, thái bạch kim tinh lời dặn bảo, duyên nầy khá sánh với châu lang. Khi ấy anh em viên ngoại nghe vua đọc thơ rồi, liền vỗ tay lên chán mà nói, vậy thì con gái tôi không duyên nợ gì với tiêu thị, thật là sánh với công tử, nên thần nhân chỉ rõ ràng, chẳng biết lịch ân công có bằng lòng không. Như đành thì tôi xin cùng ân công kết nghĩa châu trần, vậy duyên qua các. Vua đáp rằng, như vậy rất tốt, nhưng mà lộ đồ lữ thú, không biết lấy chi đặng làm phải. Rồi thò tay vào trong áo nhỏ lấy ra một hột minh châu, trao cho Trần Viên Ngoại để làm lễ xính. Trần Thanh liền lấy rồi đặt bàn giữa trời, lại tạ thái bạch kim tinh đền ơn chỉ bảo, rồi thỉnh vua và nhự thanh vào, phòng yên nghỉ. Khi ấy hai anh em Trần Thị vào nhà trong thuật hết các công chuyện cho viện quân và Tố Xuân nghe, thì hai mẹ con đều vui mừng sáng ngày Trần Thanh dạy người trong nhà sửa soạn tiệc đám cưới. Nguyên nàng Tố Xuân này khi trước có hứa gả cho tiêu thị mà khi bị yêu ma phá hoại, thì viên ngoại có giao nếu ai cứu đặng thì gả làm vợ, họ tiêu cũng bằng lòng làm vậy, nên nay tính gã không cần phải nói đến tiêu thị nữa. Trần Thanh hỏi chẳng hay lệnh lang đã đặng bao nhiêu tuổi, vua nói Nhật Thanh 15 tuổi, còn nàng Tố Xuân 16 tuổi, bèn giúp thầy coi ngày cưới. Thầy coi đặng ngày mai giờ dần, ngày ấy cho mời thân tộc dọn một chỗ tân nhơn ngoạc phòng tại mẫu đơn đình rất nên hoa mỹ vì hai anh em giàu có mà chỉ có một đứa con gái đó thôi lại mang ơn nhật thanh còn thái bạch kim tinh thì làm mai thì chắc ngày sau cũng vinh hiền nên lấy bạc vàng dọn chỗ riêng cho vợ chồng tố xuân tốt vô giá đến ngày các thân bằng cố hữu đều đi lễ hạ sanh tiêu cổ nhạc động phòng huê trúc thật là tài tử giai nhân vua và viên ngoại lấy làm đẹp giả ở đó đặng ba ngày, vua bèn nói với anh em Trần Thị rằng ta mắc việc quan ở lâu không đặng, vậy mai này ta sẽ lên đường, rồi ngày sau trở lại. Có bài thơ rằng, trừ yêu nhờ bởi có thần nhơn, lại khiến châu lang đặng kết thân, quỷ liệt nhơn sơn đành bị bại, trình thanh trương phụ được nhờ ơn, người lành há dễ lầm tay quỷ, lòng giữ đâu che được mặt thần, mới biết xưa nay đều có trả, đạo trời sau trước cũng đều cân, dạng ngày vua dậy nhật thanh lại tả mà người trong nhà đưa đón đều buồn vua cùng nhiệt thanh ra khỏi xứ hải thanh ngày kia trời gần tối đi đến mé biển thấy cây cối mịt mù tiếng sóng bùa ầm ầm xảy thấy một người đàn bà có chửa ảm à một đứa nhỏ chừng giáp năm lại rất hai đứa nữa chừng năm tuổi đập tay dậm chân kêu trời than khóc rất là thảm thiết coi bộ muốn nhảy xuống sông tự vận vua lật đật cản lại thì người đàn bà ấy mắng vua và nói ta không phải bà con quen lớn chi với ngươi lại gái trai chẳng phép lại gần nhau sao ngươi dám ngăn cản ta một cách vô lễ như vậy vua cản long đáp rằng lời tục con nói cứu ngỏi sống hơn đống vàng ta thấy ngươi muốn tự vận ắt có oan ức chi nên ta mới cản lại vậy hãy nói hết đầu đuôi cho ta rõ hoặc may ta cứu đặng thì mấy đứa nhỏ này cũng khỏi bị hại sao ngươi lại dám mắng ta ngươi ý đàn bà kia nói việc oan ức tôi kể sao cho xiết. may có vua mới giải đẳng chờ nói cho người nghe cũng không có ích gì Vua nói ta là cao thiên tứ làm biện lý quân vụ của quan tể tướng Lưu Dung. Ngươi hãy nói hết cho ta nghe, có lẽ cứu đặng. Người đàn bà nghe nói, liền muốn tỏ bày tâm sự của mình, nhưng mà nước mắt tuôn ra như mưa, tức tuổi nói không ra tiếng. Vua an ủi rằng, người hãy bớt khóc, thùng thẳng kể hết gốc ngọn cho ta nghe. Người đàn bà vừa khóc vừa nói, tôi họ cao vợ của Trương Quế Phương ở tại xứ này, nguyên chồng tôi có nghề bán gà ngày trước tân khoa hàn lâm là khu nhơn sơn ăn đầy tháng cho con có mua của chồng tôi một tạ gà giá 10 lượng bạc người đem bạc giả mà trả chồng tôi không nay ra việc tranh đấu người lại xúi gia đình bắt chồng tôi đem đến huyện kim thành làm án bạch nhiệt hành thích xử về tội chết còn đang giam tại khám rồi lại bắt tôi đem bán cho nhà đĩ bởi thế bức như vậy nên tôi rất cần ra liều mình cho tròn trinh tiết xin quan khách đem lòng thương cứu giúp vợ chồng tôi ơn ấy muôn kiếp không dám quên. Vua nghe cả giận nói, này ta có việc ở lâu không đẳng, ta cho ngươi một trăm lượng bạc đây, hãy đem đến nhà Kim Nhơn Sơn, lấy lời thuận lẻ êm năn nĩ với nó mà chuộc chồng ngươi về. chương 4, hồi 4, mấy người giáo đầu kéo thẳng vào thơ phòng vây bắt vua, vua bèn lấy ghế ngồi vừa đánh và đờ, đánh một người té xuống, vua rượt đặng cặp đao, đánh giết hơn mười mấy người, nhưng mà cửa đóng chắc lại gia đình liều mạng vây phù nên ra không đặng khi ấy vua nghĩ ai rằng hồi trước quan vân trường đơn đao phó hội bắt lỗ túc cặp theo mới giải đặng trùng vây nay ta bắt trước làm theo bèn đánh quân gia đình giang ra vua nhảy tới bắt khu nhơn sơn cặp bên tay tả rồi lấy đao thọc trên đồng lúc ấy nhơn sơn hồn phách bay mất cả kêu xin dung tánh mạng vua nạt lớn rằng đồ cầu loại như muốn khỏi chết phải biểu gia đình lui ra và mở cửa đưa ta ra ta sẽ tha, bằng không thì sẽ giết mày trước rồi kế lủ nó. Khu nhân sơn lật đật kêu gia đình biểu phải lui và mở cửa đưa cao lão ra ra. Gia đình đều vâng lời mở cửa và không ngăn cản nữa. Vua chậm chậm từ thơ phòng ra khỏi cửa, muốn tha nhân sơn rồi nghĩ lại nếu buông ra thì cả lủ nó theo nửa ắt là khó đi, bèn kéo giết đến huyện Kim Thành. Khi ấy nhân sơn kêu cứu mà gia đình đều không dám lại gần, còn trăm họ muôn dân đều mừng niệm phật nói người ác ngày nay gặp như vậy mới đáng kiếp vua vào đến nha môn tay đánh trống miệng kêu rằng có việc oan ức quan huyện thăng đường cho đòi hai người vào hỏi việc gì oan ức hãy bẩm cho ta biết khu nhơn sơn bị kéo mệt hết hơi nói không đặng vua liền nói khu nhơn sơn đúc bạc giả ý thế hiếp cô trương quế phương có bán cho nó một lạng vàng nó đem bạc giả mà trả quế phương không chịu lấy nó lại vu cho người là tội bạch nhật chỉ đau hành thích, lại đem vợ con người mà bán cho nhà đĩ. Nên vợ con Quế Phương nhảy xuống sông tự vận, ta thấy tội nghiệp tiếp cứu hỏi và cho một trăm lượng bạc biểu mẹ Quế Phượng là Đỗ Thị đem đến nhà nó xin chuộc Quế Phượng và huề việc ấy. Ai dè nó là người lang tâm cầu hạnh lấy bạc thiệt, đổi bạc giã lại. Đỗ Thị bèn chạy về kêu trời than khóc, ta thấy vậy cầm lòng không đầu nên mới đến nhà nó lấy lời ngon tiếng ngọt mà nói với nó nó lại ăn nói vô lễ, đòi 10 muôn lượng bạc mới chịu, ta lấy lời phải nói lại cho nó nghe, nó lại xui hơn ba trăm gia đinh đầu cầm binh khí áp lại vây bắt ta, ta túng thế nên phải bắt nó làm thế thoát thân mà đem nó đến đây. Xin quan huyện lấy việc công bình, vì dân mà trừ hại. Khu Nhơn Sơn lúc ấy vừa khóc. Vừa bước tới xã quan huyện mà thưa rằng cao thiên tứ này là người cường đạo ở Hải Dương, chiêu tập côn đồ, đến muốn ăn cướp tôi, bị tôi biết trước, sợ tôi nên vu oan cho tôi rằng đúc bạc giả, nó lại bức hại mạng dân, muôn trông huyện đường đại độ, xét lại cho kỹ vì dân lành cứu giúp tôi thật là ơn trọng. Vua lại đem một trăm lượng bạc giả nhân sơn trao đó, trình dự án đường xin quan huyện minh nghiệm, và xin quan huyện cho người đến xét nhà nhân sơn lập tức. Nếu có cáo gian xin chịu phản tội, chi viện này tuy là thanh liêm yếu ớt sự việc không dành, khi nghe lại người nói thì cũng biết khu nhân sơn là người hay làm việc phi phép ỉ thế hiếp cô, gian hùng tàn bạo, lại nghe chi phủ là anh em thiết nghĩa với nhơn sơn, còn mình thì, ám quan nhỏ, lại thấy cao thiên tứ là người đường đường, diện mạo lại can đờm, không biết xử lẽ nào, bèn giải hai người đến phủ. Hồ chi phủ lên án đường đòi hai đàng đến hỏi liếu láo, không dò hắc bạch gì hết, rồi tha nhơn sơn về, vỗ ghế thục bàn, ra oai của nạt. Vua cả giận mắng rằng đồ cầu quan, đáng lẽ ăn bỗng lộc triều đình, phải vì dân giúp nước, lẻ nào trọng án như vậy mà lại thông đồng tác tệ, tàn hại nhân dân, như vậy, đấng xử tội gì, chết trước mặt mà chưa biết, sao lại dám của ta. Hồ Chi Phủ bị mắng, tam tiêu đều lửa dậy, thất khiếu thảy sung lên, dậy thủ hạ đem ra đánh một trăm, nhà dịch vâng lệnh áp lại bắt, vua đánh đấu té tăn ra hơn một trường, không ai dám vô nữa. Chi Phủ lật đật muốn chạy bị vua một đạp té dưới đất, Chi Phủ kêu cứu vua dùng sức đạp trên lưng một cái mạnh, cựu khiếu đều ra huyết mà chết. Nhà dịch chạy phi báo cho quan đài hiếu hay, nguyên quan đài hiếu này họ huỳnh tên Đắc Thắng, tên chữ là Bắc Thần Người Đất Hà Nam, Trường Sa, em là huỳnh hữu thắng đồng ở một nhà. Khi nghe báo có người đánh chết chi phủ tại án đường, lập tức chạy tới cho quan du phủ kim bình điểm binh ngăn giữ các cửa thành, và sai hết ra dịch đón các nẻo yếu lộ mà bắt có bài thơ rằng, ỷ thế nhơn sơn rất giữa thay, đáo đầu mới thấy họa ngày nay, thông đồng tội đến hồ chi phủ, chớ trách trời cao với đất dày, nói về khi vua đạp chết chi phủ rồi chạy ra sau công đường lấy được một dại đao, liền trở ra cho án đường chặt hồ chi phủ ra làm hai khúc, rồi chạy ra khỏi công phủ đặc ít bước thì thấy các nẻo đều có binh vây phủ, bèn dáng hết sức cầm đao chém tới giết hơn mươi người, xong chém chừng nào thì thấy binh lại kéo đến nhiều chừng nấy, còn cây đao cũng hư lúc ấy quan du phủ là hứa ứng lòng đốc xuất quân lính hiệp với binh đài hiếu lấy dây răng rực vua té xuống mà bắt may vua có áo ngự bửu mặc trong mình và có thần linh phò hộ nên không hề gì khi ấy các đạo binh dẫn vua đến phủ đài hiếu huỳnh đắc thắng thăng đường dạy quân dắt vua ra trước nguyên đắc thắng năm trước có ở kinh sư lâu năm nên nhìn biết chắc là vua thì thất kinh không hiểu vì ý gì mà vua đến đây khi ấy vua cười mà hỏi rằng huỳnh đắc thắng ngươi có biết ta chăng Đắc Thắng lật đật đem vua ra hậu đường dạy quân lui ra, rồi Đắc Thắng và em là hữu thăng mỡ trói rồi thỉnh vua ngồi, quỳ lại tung hô và hỏi vua làm sao đến đây, xin vua thứ tội. Vua nói rằng người có lòng ngay vì nước, đáng khen, vậy ngươi hãy cẩn mật chớ khá lậu, và phải sắp đặt binh mã cho sẵn đợi chỉ ta đến bắt khu nhân sơn, chớ khá trái mạng, nay ta có việc xuống chơi giang nam. Hai anh em thay đồ tư phục đưa vua ra khỏi thành mới trở lại. Khi ấy vua trở lại tiệm ngũ, thuật hết các việc cho Châu Nhật Thanh nghe, rồi tá một tờ mật chiếu và lấy 10 lương bạc cho chủ tiệm làm lộ phí dạy đem chiếu cho quan tuần phủ Giang Tô, là họ trang tên Hữu Cung, người tỉnh Quảng Đông, huyện Phan Ngang, do trạng nguyên xuất thân. Ngày kia quan tuần phủ ở công phủ sẽ thấy có mật chiếu đến, liền đặt bản bương án giữa ra đọc. Chiếu rằng chấm xuống Giang Nam dạo chơi đi vừa đến Kim Bình, Cao Thị là vợ Quế Phương có ngén dắt năm đứa con quyết nhảy xuống sông mà tự vận, thấy việc thảm thương chấm đà cứu khỏi, cũng bởi Nhơn Sơn đem lòng độc ác, vu cho Trương Thị phạm tội hành hung, đã cầm chồng tại trốn lao tù, lại bắt vợ bán cho nhà đĩ, khi ấy chấm đến chỗ Nhơn Sơn đem việc giải huề, nó càng hung bạo, khiến lũ gia đình bắt chấm mà giết, Kim Bình chi phủ đồng lỏa làm gian, nhờ sức huỳnh ra, là quan đài hiếu, có dạ trung thần, cứu ta mới khỏi chiếu cho tuần phủ, thừa mạng điểm binh đến bắt nhân sơn, toàn gia chính pháp. Chiếu như có đến ngươi khá vâng lời, chàng hữu công đọc chiếu xong rồi, lật đật điểm 5.000 quân phi kỵ và quan trung quân là vương biêu, nội têm kéo đến phủ kim bình an dinh hạ trại, cho người báo cho huỳnh đắc thắng hay. Khi ấy huỳnh đắc thắng kéo hết văn vỏ nội thành đến ra mắt trang tuần phủ. Rồi hiệp cùng cáo quan đem xe giá đến ninh liếp thánh giá, ai đẻ vua đã đi rồi các quan không dám trễ nải, liền đến vây nhà khu Nhơn Sơn. Nhơn Sơn thấy quan quân đến vây phủ biết là việc bất tường, bèn đay quân côn đồ trong nhà dáng sức gìn giữ. Nguyên Nhơn Sơn làm những việc huynh làm, nên làm giàu xuất tiền bạc rèn binh khí, súng ống rất. Nhiều bởi vậy đánh hơn hai ngày mà không làm chi được. Qua ngày thứ ba, quân trang tuần phủ thi đánh phía nam, quan huỳnh án sát đánh phía bắc, vương biêu phía đông và phủ kim bình phía tây, bốn phía đồng áp đánh, hơn nữa ngày trong nhà khu nhân sơn đà hết thuốc đạn cự không lại quan quân bốn phía phá tường ảo vô giết ba trăm gia đình dường như sẻ dưa chém chuối còn khu nhon sơn và mười mấy tên giáo đầu liều thác đánh giết ra bị binh vương biêu trần lại đánh một trận bắn chết vài tên còn bao nhiêu đều bị bắt rồi kéo thẳng vào nhà bất kỳ là già trẻ bé lớn đều bắt trói lại hết rồi niêm phong vàng bạc tính hơn hai mươi vạn đồ quân trang và binh khí không biết bao nhiêu mà kề còn nhà cửa đều đốt hết khi ấy trang hữu công giao cho quan đề hình án sát sứ tư là huỳnh đắc thắng gia quyến của nhơn sơn từ 15 tuổi sắp lên đều bị sữa chém con gái đàn bà thê thiếp là 523 người còn con nít hơn 700 đứa đờ hết hết trang hữu công cùng các quan ai về dinh nấy còn trương quế phương và mấy người bị hại đều cho về nói về vua ở tại tiệm ngũ nghe trang tuần phủ sự án như vậy thì mười phần cả đẹp và nhớ chuyện nàng cao thị là vợ trương quế phương trinh tiết đen nổi liều mình, thế gian ít có, liền thảo một tờ chiếu dạy châu Nhật Thanh đem cho quan án sát sứ tư huỳnh đắc thắng đặng lấy người muôn lượng bạc trong gia sản của khu nhân sơn mà thưởng nàng cao thị. Trương quế phương từ khi được bạc thưởng đó đến sau, nhà cửa trở nên giàu có, ăn ở hiền từ, hàm bố thí, còn năm đứa con khôn lớn đều nên danh, làm quan cả thầy khi Châu Nhật Thanh xong việc trở về liền cùng vua rời qua xứ khác. Bây giờ nói về tỉnh Quảng Đông, Phủ Triệu Khánh, huyện Cao Yếu, làng Hiếu Liêm có một người nhà giàu họ Phương tên Đức, tên chữ là Tế Hanh, vợ là Lý Thị. Lúc còn nhỏ lìa quê hương qua thành Nam Kinh, huyện Triều Dương lập tiệm hiệu là Vạn Sương, buôn bán hàng hóa tơ lụa, buôn bán thật thà, chắc chắn, càng ngày càng thảnh, còn hai người con, một người tên Hiếu Ngọc, một người tên Mỹ Ngọc, ở lại quê hương nếu có gia sản. Phương Đức buôn bán có lợi mỗi năm đều mang tiền bạc về quê hương xứ Quảng Đông. Phương Đức tuổi đã già 60, chưa ngày kia trời rông mưa lớn, đang hối người trong tiệm dọn đồ đạc, xảy thấy một ông già quầy một tạ muối đến xin đụt nhờ. Các người trong tiệm thấy muối ướt sợ dơ tiệm, liền đuổi ra đặng đóng cửa. Phương Đức thấy người Quảng Đông thì động lòng cố thủ, nhớ đến quê hương, lại thêm già cả, liền nói không hề gì cứ để người ta đột nhờ, mấy người làm vâng lời cho vào đột mưa, ông già bước vào làm lễ, Phương Đức hỏi, vậy chớ nhân huynh ở Quảng Đông về châu, huyện nào? Tôi cũng là người Quảng Đông đây, ông già cung tay đáp rằng, vậy đại nhân cũng là người Việt Đông, mà tôi không biết, xin tha lỗi. Tôi họ miêu, tên hiền, ở tại châu Liên Sơn, động nhập lý, đến đây đã hơn 10 năm. Nguyên có anh em bạn rước đến học côn quyền võ nghệ, dạy đọc vài năm người ấy mang bệnh mà chết, nên ở lại đây không ai giúp đỡ, còn muốn về thì không có tiền lộ phí. Kế vợ tôi chết, không có con trai, xanh có một gái, tên là Thúy Hoa, tuổi 16, cha con nương nhau bán muối lậu nuôi miệng, may tôi có nghề một ít, nên mấy người tuần phòng không tra xét. Ngày nay lại nhờ đại nhân có lòng rộng dài cho đột mưa khỏi phải bị ướt muối có tiền để hộ khẩu, thật là cảm ơn rất trọng. Vậy xin hỏi đại nhân cao tánh đại danh là chi, và ở huyện nào? Phương Đức nói, quê hương tôi tại Phủ Thiệu Kinh, làng Hiếu Đề, họ Phương tên Đức, tên là Tế Hanh, đến đây lập tiệm vạn xương này buôn bán đã hơn 30 năm nay. Vợ con còn ở tại quê hương, như miêu nhân huynh muốn tới lui đây chơi cũng là người đồng hương với nhau. Thôi để tôi giúp cho người 10 lượng bạc mà buôn bán nghề khác chơ muối là một vật cấm chớ khá làm nữa. Miêu hiền mừng rỡ lấy mười lượng bạc tạ ơn và nói rằng, phương ông thật là sơ tài trọng nghĩa, tích lão lân bần, trong đời ít có. Vậy có mấy vị lịnh lang ở đây chăng? Xin ra cho tôi biết mặt. Phương Đức đáp tôi có hai đứa con trai, thằng lớn tên Hiếu Ngọc 20 tuổi, thằng nhỏ là Mỹ Ngọc 16 tuổi đều có vợ rồi, lại đều buôn bán hàng hóa. Như sau Miêu Huynh có dịp dậy bảo chúng nó chốt đỉnh côn quần thì tôi lấy làm cảm ơn. Miêu Hiền nói, xin vâng, trời còn mưa hai người đàm luận cho đến giờ thân kế trong tiệm sửa soạn dọn cơm tối phương đức mời miêu hiền dùng cơm rồi ra về từ ấy tới lui như bà con ruột và nghe lời bỏ nghề buôn muối nhiều khi thiếu thốn đến mượn phương đức đều giúp ngày kia hiếu ngọc và mỹ ngọc đến thăm cha thấy cha mình kính trọng miêu hiền thì hai đứa cũng kính kêu bằng bác miêu hiền nhờ cha con phương đức nhiều phen nên đem hết võ nghệ học lúc bình xanh truyền cho hai con phương đức Miêu Hiền thấy Phương Đức tuổi đã 60 bộ còn mạnh mẽ cũng bằng người 40 tuổi. Bè nói chuyện với con gái là Thúy Hoa rằng, này cha mang ơn Phương ông nhiều phen, nên cha muốn gã con cho người đặng đến ơn. Thúy Hoa bằng lòng, ngày kia Miêu Hiền đến tiệm nói chuyện ấy cho Phương Đức nghe thì Phương Đức nói rằng, tôi này già cả không muốn làm lờ thanh xuân của lịch ái. Miêu Hiền khóc và nói, một là tôi mang ơn người rất trọng, không biết lấy chi đền bồi, hai là con gái tôi cũng tình nguyện phục thị người ba là tôi nay già cả phòng khi bất chắc có lẽ nhờ người được nên tôi sẵn lòng việc ấy xin người bằng lòng tôi rất có phước phương đức thấy miêu hiền thật tình và có dạ ân cần bèn nói chuyện lại cho con là hiếu ngọc hay hiếu ngọc thấy cha tuổi lớn không ai phục thị nay lại có người muốn đưa con làm bé ắt có người nuôi dưỡng cha già nên theo khuyên lơn cha lo cho xong việc phương đức thấy con khuyên lơn và miêu hiền lại đến cầu khẩn nữa nên phải gắng gượng ừ theo rồi chọn ngày tốt, rước thúy hoa về thành thân. Thân bằng cố hữu đều đi lễ hạ, phương đức dọn tiệc đài đằng tử tế. Việc xong rồi miêu hiền ở đó đặng nửa năm kế phát bệnh, biết mình không xong, nên đem hết võ nghệ mấy chỗ bí yếu, và mấy phương thuốc hay để luyện gân cốt, truyền hết cho con gái, rồi chết. Khi ấy tuổi đã 72, phương đức lo tống táng xong xuôi và các chạy trần làm đủ. Qua nửa năm sau Thúy Hoa Xanh đặng một đứa con trai, đặt tên là Thí Ngọc, đầy tháng anh em đều đến ăn mừng cho bạn sanh cháu còn miêu thị từ khi ở với chồng đến sau lấy thân huề trong họ lấy nghĩa thuận theo chồng cả nhà đều vui mừng lại từ khi thế ngọc đầy tháng rồi thì miêu thị lấy sắt ngâm với giấm mà tắm rửa lại lấy che tăm và sắt miễng vổ trong mình thế ngọc cho gân cốt da thịt cứng như sắt đá đến ba tuổi thì cho đội mão và đi giày bằng sắt dạy học nhảy, ban đầu thấp sau lần lần lên cao và tập ban đầu bẻ cây sau đến sắt Sáu tuổi tập cởi ngựa, 7 tuổi học quyền, 8 tuổi học cầm binh khí, đến 14 tuổi thì thập bát ban võ nghệ đều thông, mình mầy gân cốt như sắt, sức mạnh vô cùng tánh nết hung hăng, mỗi ngày chi tối cứ ở ngoài đường gây họa, có nhiều người đời ngầy ngà, nhưng mà phương ông thủa nay ăn ở tử tế nên người ta đều vị. Phương Đức nhiều khi la dày, mà bởi miêu thị cưng thế ngọc quá, nên thường sanh chuyện hoài, thế ngọc thấy mẹ cưng lại càng ngang dọc cứ giao du cùng bạn tác, xài tiền bạc như đất cục, ban đầu còn ngang dọc nội xứ mình, sau lần ra đến Giang Nam, người người đều biết mặt. Phương Đức bắt về treo trên cây đại thọ mà đánh, thế Ngọc cũng không biết đau, tánh hung hăng không chịu bỏ. Mẹ hay binh vực, Phương Đức nhiều khi rứt bẩn và hờn giận vợ. Ngày kia Phương Đức có chuyện muốn qua Cang Châu, biểu Thúy Hoa sắm sửa đồ hành lý đặng ngày mai khởi trình miêu thị sửa soạn xong xuôi rồi nói cùng phương đức rằng thế ngọc nó ở nhà không có việc gì vậy lang quân hãy đem nó theo cho biết chuyện và có mặt lang quân nó không dám hung hăng phương đức nói việc đi đường không phải như ở nhà nếu nó gây họa thì làm sao ngăn cản được miêu thị nói việc buôn bán làm ăn là phận con trai hãy đem nó theo cho nó coi mà bắt trước phương ông nghe nói phải thì bằng lòng cho đi qua ngày thứ cha con đồng qua cang châu có lời phê rằng, người đời chớ khá khoe tài giỏi, trên thế tự nhiên lắm kẻ hay, chương năm, hồi năm, nói về phương Đức cùng Thế Ngọc xuống ghe đi ít ngày đến Cang Châu, rồi mướn ghe nhỏ qua Tây Hồ thấy cảnh đẹp, xe ngựa đầy đàng, dưới sông thì tê lời lục, ghe, tàu lại qua đông đảo, lầu đài đờn ca sướng hát nghe rất thanh thao, trước sông tiền đường trời thanh, nước lặng phong quang u nhả, thật là, đất phồn hoa phú quới, ghe bến, hai cha con lên bờ thẳng vào cửa dòng Kim Môn, tìm đến quãng đông hội quán, đường đi hai bên các sắc nhân dân đông đảo, phố xá mười y phần huê mỉ, từ lầu trà quán, khí vị phong hương. Phương Đức đến tại hội quán, chủ tiệm là Trần Ngọc Thơ mừng giờ vì đã lâu năm không gặp, liền rước vào thơ phòng trà rượu vui vẻ, rồi dạy thủ hạ cất đồ hành lý và dọn một cái phòng hạng nhất cho Phương Đức nghĩ. Trần Ngọc Thơ hỏi rằng làm sao lâu quá không thấy anh đến chơi, việc buôn bán ra thế nào, tẩu nương và nhị vị hiền diệt mạnh giỏi chăng? Còn người nhỏ này là ai? Phương Đức đáp rằng nội nhà đều bình an, bấy lâu nay mắc công việc nhiều nên qua thăm không đặng, còn Hải Nhi này là con của tôi. Rồi kêu Thế Ngọc lại làm lễ thúc phụ, Ngọc Thơ đáp lễ mà nói rằng ca ca xanh đặng một vị hiền điệt nữa khá mừng, khi ấy Phương Đức thuật chuyện thâu nạp miêu thị, xanh đặng Thế Ngọc và công việc buôn bán bên tiệm vạn xương, rồi hỏi Ngọc Thơ và công việc buôn bán bên này ra thế nào có mấy vị lịnh lang nữa. Ngọc thơ đáp từ thuở nay có một đứa đó mà thôi, còn việc nhà cũng như thường không chi lạ. Nói rồi bèn thở ra mà than rằng, khó lắm, Phương Đức hỏi việc chi, Ngọc thơ nói, lúc này có một đứa ác còn họ lôi tên hồng hiệu là lôi lão hồ lập một cái lôi đài tại Thanh Ba, nó làm đầu tại đài ấy. Thình quan phủ có ra ít thị rằng, cấm không ai đặng đem binh khí lên đài, bằng ai đánh đặng một đấm, thì thường hai trăm lượng, xô rớt xuống đài thường năm trăm lượng, lại đánh chết không thường mạng. Trước đài có 60 người lão tướng thị chiến không cho sanh sự, chung quanh có 300 học trò cầm đao thương gìn giữ. Trước đài còn một tấm biển đề, vô địch đài. Hai bên có hai câu liễn, quần đã Quảng Đông toàn tỉnh, khước tích Tô Cang Nhị Châu. Tay đánh cả tỉnh Quảng Đông, trơn đạp hai quận Tô, Cang. Từ khi lập đài ấy đến nay hơn một tháng, hại người quê hương mình không biết bao nhiêu lại không ai địch thủ với nó nổi tuy là lập điều lệ làm vậy mà chẳng công bình, dầu có ai giỏi đánh nó được nữa, cũng chạy không khỏi đài với 300 học trò đó, vì vậy nên người Tô Châu không thèm đến thi võ, chỉ có người hương lân của ta háo thắng đến đó mà chịu chết nhiều lắm. Phương Đức nghe nói thì than dài và nói rằng đời Thái Bình mà có người vô phép hung bảo như vậy, hay là trời khiến tỉnh Quảng Đông bị hại chăng? Thê Ngọc đứng một bên nghe các việc thì nổi nóng hai con mắt trợn trắng và nói rằng để ngày mai con ra giết lôi lão hồ đặng trả thù cho những người đồng hương. Phương Đức nạt rằng còn nít miệng còn hôi sữa, sao dám nói chuyện lớn lối, hãy đi vô. Khi ấy Thê Ngọc tức mình lui ra, về phòng nằm lăn lộn nghĩ không an giấc, sáng ngày thức dậy rửa mặt, thay áo quần dắt gia đình là Lý An ra cửa, bị cửa đóng đi không đặng vì Phương Đức sợ Thê Ngọc lén đi làm chuyện hại, nên khóa trước. Thế Ngọc nhảy ra cửa, đi giày cửu hoàn kiếm, trước đeo kinh của mẹ cho, đút trong tay áo một cặp thước sắt, hỏi thăm chỗ lôi đài, người chỉ phía nam, theo một bọn đi trước đó là những người đi thi võ. Thế Ngọc cảm ơn rồi theo bọn ấy, đến cửa thành quả thấy một tòa lôi đài rộng lớn cao chừng một triệu bốn năm thước, có treo biển liễn và có một tờ cáo thị rằng, quan khâm mạng trấn thủ Cang Châu các sứ tướng quân, nay có lôi hồng là chủ lôi đài này, võ nghệ tinh thông muốn chọn anh hùng hào kiệt trong bốn phương, có mấy điều cấm kể ra sau đây. Điều thứ nhất, binh ở trong dinh ngũ không đặng lên đài. Điều thứ hai, đạo nhu, thích và tam giáo không đặng lên đài. Điều thứ ba, phụ nữ không đặng lên đài, vì sợ trai gái lộn lạo làm hư phong hóa. Điều thứ bốn, khi lên đài thi võ không đặng cầm binh khí. Điều thứ năm, những người muốn lên đài phải khai tên họ, niên canh, và quê quán. Trừ mấy điều cấm trên đây thì các sắc nhân dân đặng phép lên đài thi võ, hạn trong 100 ngày, nếu quá hạn không đặng tranh đang, mấy điều cáo thị xin khá tuân theo. Còn bên hữu thì lôi hồng có ra một tờ huê hồng như sau đây. Điều thứ nhất, ai đánh đặng một đấm thì thường về trăm lượng bạc. Điều thứ nhì, ai đạp đặng một đạp thì thường hai trăm lượng bạc. Điều thứ ba, xô té xuống thường năm trăm lượng bạc. Điều thứ tư, đánh chết không thường mạng, thế ngọc thấy quả như lời Trần Ngọc Thơ nói lại thấy trước đài có lập một cái công án, có quan thị sự ngồi, và có vài mươi binh binh, còn chung quanh có vài trăm học trò gìn giữ. Người đi coi và buôn bán đông như kiến cỏ, thế Ngọc coi rồi đứng đợi hơn nửa ngày mà không thấy chủ đài đến, nghe người ta nói lôi giáo đầu đi qua Kim Lăng chưa về, thì thế Ngọc vỗ vế một cây nhảy lên đài, đạp phá liễn đối và ít thị tan nát hết. Học trò và binh dự Đài La nói, thằng nhỏ nào dám cả gan như vậy, bèn gióng trống binh ra cầm giao thương chạy đến áp bắt thế ngọc không lo lắng chi hết cầm hai cây thức sắt nạt lớn mà nói rằng ta là phương thế ngọc ở quảng đông quyết đến giết lôi hồng mà không gặp ta dùng cho nó sống một ngày nữa như ngày mai nó về hãy đến hội quán tìm ta nói rồi nhảy xuống đài cầm thức sắt đánh chết năm sáu người học trò còn bao nhiêu bị thương tích cũng nhiều nên không ai dám theo thế ngọc đi đường cũ về hỏi quán đi thẳng vào phòng lúc ấy trần ngọc thơ mắc lo công việc buôn bán còn Phương Đức mắc đi chơi nên không hay. Nói về lôi lão hổ về thì học trò thuật các việc Phương Thế Ngọc ở tại Quảng Đông hội quán đến phá lôi đài, giết hết 6 người học trò và đánh bị thương tích hơn 21 tên. Lôi giáo đầu cả giận liền mặc giáp đội khôi, cầm đại đao, nhảy lên ngựa ô trùy về một lũ môn nhơn cũng đều cầm binh khí, kéo đến vây phủ Quảng Đông hội quán. Người trong tiệm vào báo cho Ngọc Thơ là chủ tiện hay. Ngọc Thơ nghe báo thất kinh hoảng hốt một hồi mới tỉnh bước ra trước thấy lôi lão hổ cả tiếng mắng nhiếc ngọc thơ bèn hỏi vì cớ gì mi đến vây tiệm ta lôi lão hổ mắng rằng trần ngọc thơ sao ngươi đám cả gan suối phương thế ngọc đến phá lôi đài giết hết sáu tên học trò của ta lại đánh hai mươi tên bị thương tích như vậy thì mi chịu tội gì sao hãy còn chối phải đem thế ngọc ra đây cho mau và thường mấy mạng chết đó bằng không thì ta phá tiệm mi không còn một món trần ngọc thơ đáp trong tiệm tôi có tên thế ngọc mà nó là con nít, có đâu dám làm đến việc ấy. Nó ở Kim Lăng theo cha đến đây đòi nợ, mới vài bữa giày, nó mới 14 tuổi, giỏi gì mà đánh chết ai đẳng. Xin giáo đầu chớ nghe lời người ta đến hại tiệm tôi. Lôi lão hổ nói, đồ cầu đầu, đồng nói xuyên hoa, phải đem thế ngọc ra cho mau đặng cho học trò ta nhìn mặt, như không phải thì thôi. Ngọc thơ nói, xin giáo đầu hay lui ra trường một lần tên, rồi tôi biểu nó ra đặng chăng. Lôi lão hổ nói, thôi ta cũng tạm nghe theo, không lẻ lũ bay lên trời cho khỏi đặng. Bèn dạy học trò lui ra mà đợi Thế Ngọc. Khi ấy Ngọc thơ và bảo cho Phương Đức hay các việc Thế Ngọc làm tác tệ giường ấy. Nay lôi lão hổ đến vây hội quán, bây giờ tính thế nào? Phương Đức nghe nói sửng sốt, mồ hôi ra ướt áo, cả mắng Thế Ngọc là đồ xúc xanh muốn hại cha. Thế Ngọc quỳ xuống thưa rằng, để tôi ra giết lôi lão hổ, xin thúc vụ chớ oán trách cha tôi hề đứng đại trọng phu làm việc chi không để cho liên lụy đến người. Bèn sửa soạn đồ chiến trận, cầm thiết côn dậy mở cửa rồi xông ra, cả kêu mà hỏi người ngồi trên ngựa có phải là lôi lão hồ trăng? Giáo đầu nói, phải, lại hỏi rằng mi phải là phương thế ngọc trăng? Sao mi dám phá lôi đài và giết học trò ta, mi đáng tội chưa? Thế Ngọc trả lời rằng ta giết học trò ngươi, thì ngươi hỏi, còn ngươi giết người quê hương ta thì ai thường mạng, ta coi ngươi như người trao gói không phải bộ giỏi, tài cán chi đến đây mà chịu chết, chớ có khoe khoang, mau dục ngựa đến cho ta giết cho rồi. Giáo đầu nghe nói mặt phừng phừng như lửa đốt, nạt lớn rằng đồ tiểu xúc xanh chớ có khua miệng, để ra ra lấy đầu cho mà coi. Bèn dục ngựa đến cầm đại đao chém xuống một cái như núi Thái Sơn đè trứng. Thế Ngọc cười mà nói chém như vậy rất tốt, liền cầm thiết côn đở, rồi đánh trước đầu ngựa một coi, lôi giáo đầu cũng đờ lại, một đàng đi bộ, một đàng cởi ngựa đánh nhau từ giờ thìn đến giờ mùi hơn tám mươi hiệp chưa phân hơn thua thế ngọc nhảy ra khỏi vòng kêu một tiếng biểu ngừng lại giáo đầu hỏi ngừng làm gì thế ngọc nói ở đây đánh thì kinh động quan binh thiên hạ và trời cũng tối rồi vậy rầy ngày mai đến tại lôi đài sẽ quyết hơn thua lôi lão hổ nói nói cho chắc ngày mai phải đến thế ngọc nói sợ cho người chớ ta không nói dối rồi hai đàng ra về thế ngọc về đến hội quán Ngọc Thơ thấy thế Ngọc Anh Hùng hào kiệt như vậy thì cả mừng, mà nghĩ rằng chắc sau xứ Quảng Đông cũng nổi danh và sẽ rửa hờn cho thân bằng đặng. Bèn rót rượu mời uống mà khen ngợi, rồi cho những người anh hùng tráng sĩ trong bổn địa hay, ngày mai tự tại hội quán đặng đến lôi đài chợ oai. Dạng ngày Thế Ngọc và một bọn thân lân đều sửa soạn kéo đến lôi đài, thấy thiên hạ coi đặng hơn bữa trước, lại thấy lôi giáo đầu đứng trên lôi đài mà đợi. Thế Ngọc để bọn thân lân đứng một bên, rồi nhảy lên lôi đài, thấy lôi lão hổ đầu đội bao cân, mình mặc chiến bào, buộc đôi hồng xô xa đái, trơn đi ban tiêm hải, còn phương thế ngọc đầu đội anh hùng chiến mão, mình mặc áo đàn hoa bổn than, trước ngực kết một cái đại hồng xô cầu, trong đeo kính hộ tâm, trơn đi giày cửu hườn kiếm, lưng buộc dài xô xa đái, đầu tròn, mặc vuông, lưng dài vai rộng, vóc lớn, trơn bước như núi Thái Sơn, tuy tướng mạo anh hùng, song còn con nít bề cao không đầy bốn thước so với lôi lão hổ thì thấp hơn phân nữa những người coi thấy lôi lão hổ mình cao tám thước đầu lớn bằng cái đấu tay như ống sắt đều đổ mồ hôi mà thất kinh cho thế ngọc chắc là đánh không lại chết uổng mạng khi lôi lão hổ thấy thế ngọc thì nạt rằng đồ tiểu xúc xanh miệng còn hôi sửa, tóc máu chưa khô dám cả gan đến đây đối địch cùng ta dầu ta có đánh chết cũng nhơ tay nếu muốn nạp mạng lại mà chịu chết Thế Ngọc nói, người tuy cao lớn, sức mạnh bất quá bằng châu, không đủ cho tiểu gia sợ. Nói rồi ra một miếng kêu là đại sư tử diêu đầu, giáo đầu dùng thế mảnh hổ cầm dương, nhắm trên đánh xuống một cái rất mạnh, Thế Ngọc tránh khỏi, bèn dùng một thế thoát lương hoán trụ đánh xuống, giáo đầu thất kinh vổ hai vế nháy qua một bên rồi dùng thế thiết thủ nhất thiên tự nhắm ngay cổ Thế Ngọc đánh xuống, Thế Ngọc cũng tránh khỏi, hai người đánh nhau hơn hai trăm hiệp, không ai hơn thua. Thiên hạ coi dưới đài thấy Thế Ngọc còn con nít mà giỏi giường ấy đều khen. Lôi giáo đầu cũng khen thầm Thế Ngọc, rồi dùng một thế hay hơn hết kêu là âm rong đồng khước đạp ên bụng Thế Ngọc bể cây hộ tâm kính, té xuống đài. Đạp thế đó như người khác thì đã tan xương nát thịt. Còn Thế Ngọc nhờ tuổi nhỏ có tầm thuốc, gân cốt cũng như sắt đá, lại có đeo kính hộ tâm nên không hề gì, bèn nhảy lên đài nữa. Lôi giáo đầu thất kinh nghĩ rằng mình đạp một cây sao không chết, mà cũng không thấy thương tích gì, hay là mình đồng ra sắt chăng? Lại nghĩ mình đạp như thế thì nặng bằng 500 cân mà không hề chi, dù có đánh thế gì nữa cũng không đặng, thì thất kinh. Còn thế ngọc bận nảy tay đánh xuống như mưa, đều nhắm chỗ trí mạng của giáo đầu. Giáo đầu tuy là võ nghệ tinh thông mặc lòng, song lúc ấy mắc lo sợ, nên tay trơn bận rộn che đờ không kịp, bị thế ngọc đi giày cửu hườn kiếm đạp nhằm bắp về phía tả máu chảy rầm rề, thế ngọc cả mừng đạp bồi hai trơn vô sườn, ngân cốt đền gãy. Lôi giáo đầu la một tiếng lớn té xuống đài mà chết. Những người đi coi đều khen ngợi, còn hóc trò của lôi giáo đầu thấy thế ngọc giỏi không dám nói chi hết, liền khiêng thay lôi giáo đầu về báo cho sư mẫu hay. Lúc ấy Trần Ngọc Thơ và thân bằng tỉnh Quảng Đông cả mừng trở về. Thế Ngọc cởi tuấn mã về đến hội quán, thấy giữa trung đường mở tiệc bầy sẵn sàng đài đăng hỉ hạ, các người thân bằng đều khen mừng phương lão bá có con đặc anh hùng dường ấy ắt nổi tiếng cho tỉnh quảng đông lại trừ đặng tai hại thật là công đức vô cùng đều bưng rượu kính mừng có bài thơ rằng võ nghệ nào ai lại dám khoe dầu cho tinh thuộc hãy còn e người hay cũng còn người hay khác đến bực thánh nhơn há chẳng dè nói về vợ lôi lão hổ là lý tiểu Hương thấy trời tối mà chồng chưa về đang trông đợi xảy thấy học trò khiêm thay chồng về nói bị phương thế ngọc đánh chết Lý Tiểu Hường khóc giống té xuống chết giấc, có thuốc cứu mới tỉnh lại, cả mắng rằng, đồ xúc xanh, cừu này thề chẳng ở chung trên đời. Rồi thấy thây trồng máu chảy rầm rề, biết là dấu dày cửu hường kiếm càng thêm thương xót mà nói, đồ xúc xanh lòng độc, lén đem lợi khí hại người, mai ta nguyện giết mầy trả thù. Rồi sắm sửa quan quách tầm liểm, tống táng xong xuôi, liền sắm sửa chỉnh tề, giấu một cặp phi đao, và đi giày long hổ đinh hoa kéo lũ môn đệ thủ hạ, bạch kỳ bạch giáp, cầm binh khi đến Quảng Đông hội quán. Khi ấy có người chạy báo cho Thế Ngọc hay, Thế Ngọc vào thưa cùng cha, rồi sửa soạn khôi giáp, đeo hộ tâm kính, tay cầm thiết côn, cởi ngựa, kéo các anh hùng thân hữu Quảng Đông ra, thấy một người đàn bà chừng 27, 28 tuổi, mày liễu dưỡng lên, mặt mày căm giận, mặc đồ tang phục, tuy chẳng đúng tuyệt sắc giai nhơn, song cũng là thanh xuân thiếu phụ còn lý tiểu hường thấy phương thế ngọc tuy là diện mạo anh hùng mà hãy còn con nít thì lấy làm lạ có lẽ nào trượng phu ta đánh không lại chắc nó đi giày cữu hườn kiếm nên mới hại chồng ta chết lại nghĩ rằng nó bị miếng âm dương đồng từ khước đạp xuống đài mà không bề chi ắt là đồng đạo với mình chắc thuở nhỏ nó có tầm thuốc luyện ngân cốt rồi nên không dễ giết bèn hỏi người có phải là phương thế ngọc chăng thế ngọc đáp phải rồi hỏi người tên họ chi đàn bà sao không giữ phận khuê môn, đến đây làm gì? Tiểu Hường mắng rằng, đồ tiểu xúc xanh, hãy ngoái tai mà nghe, ta họ lý tên Tiểu Hường vợ lôi giáo đầu, vì mày giết chồng ta, nay ta đến vì ết mày mà báo cưu. Nói rồi liền hơi tú lòng đao chém xuống, thế Ngọc Dơ thiết còn ra đỡ nói, khoan động thủ, để ta nói hết rồi sẽ đánh không muộn gì. Tiểu Hường nói, việc chi hãy nói cho mau ta nghe thử, thế Ngọc rằng, ngươi là vợ lôi giáo đầu đến báo cừu sao? chồng ngươi lập lôi đài này mà thi võ, trong lời giao ai chết nấy chịu, lại từ ngày lập đến nay trong hương lân ta chết biết là bao nhí yêu, đến nay chồng ngươi bị ta mà chết, cũng tại nơi trời, lẽ không hờn mới phải, vậy chớ người tỉnh ta chết đó thì làm sao? Lời cổ ngữ có nói rằng, oan gia nghi giải bất nghi kết, lại có câu rằng, tiên lễ nhi hậu minh, này ta lấy lời phải nói cho ngươi nghe, chớ như chồng ngươi là anh hùng cây thế, còn chưa khỏi tay ta. Huống chi là ngươi, chớ cha ta thường dạy ở đời phải tồn tâm trung hiếu, không nên hung hăng, ta cực chẳng đã mới giết chồng ngươi, không lẽ giết ngươi nữa, vậy ngươi phải suy đi xét lại mới đặng. Tiểu hườn nghe nói càng thêm giận lắm, mắng rằng đồ xúc xanh tự thị khoe tài, mắt ngó không ai, trượng phu ta lập lôi đài này, trong điều lệ cấm không đem binh khí mà ngươi lại đi giày cữu hườn kiếm, mà hại trượng phu ta, nay lại kiếm lời khôn, tiếng khéo mà đố hoặc ta bèn hơi đao lại chém, thế Ngọc cản lại rằng, ngày nay trời đã gần tối, để mai sẽ đến lôi đài tỉ thí. Tiểu Hườn đáp, vậy ta dung cho mi sống một đêm nữa, ngày mai sẽ giết. Rồi quay ngựa trở về, dạng ngày hai đảng đều kéo những kẻ hộ tùng đến lôi đài. Tiểu Hường thấy Thế Ngọc thì muốn nuốt sống cho đặng mới lại gan. Thế Ngọc cũng không dám khinh dễ, hai đảng đều ra cường thế. Một bên như chim đại bàng xòe cánh, một đảng tợ quái mảng khoe mình trước ra miếng kim kê độc lập, sau diễn tài dư tư diêu thân. Lòng tranh hổ đấu một trường ngự hải kình thân, trăm trận khó phân thắng bại, bởi hai đàng thủa nhỏ đều có tầm thuốc luyện gân cốt, cho nên đánh đến hai trăm hiệp chưa phân hơn thua. Tiểu hườn sợ thế ngọc đánh trước bèn rửa trơn có đi giày long hổ đinh hoa dùng thế song phi hườn long khước đạp trước ngực thế ngọc bể nát hộ tâm kính, nhằm bụng máu chảy rầm rề té xuống đài, may nhờ có hộ tâm kính che nên không chết mấy người tương thân xuống khiêng về hội quán, chết đi sống lại đôi ba lần, hộp máu ra hoài, bệnh coi ngặt nghèo. Phương ông lúc ấy tâm thần rối loạn, cửu nhi thất thần. Trần Ngọc Thơ lật đật rước thầy điều trị, mà không thấy giảm. Phương ông nói, phải kêu mẹ nó đến mới cứu đặng, bèn sai gia đình là Lý An đem Thơ về rước miêu thị. Khi miêu thị được Thơ và nghe Lý An nói các công việc thì thất kinh, liền xé thơ ra coi rồi nói với Lý An rằng, con ta đã có tầm thuốc luyện gân cốt từ nhỏ đến lớn, nay ta qua cho thuốc ắt là phải lành. Bèn sửa soạn đồ hành lý và thuốc men giao cho Lý An rồi nai nịt cầm hoa thương lên ngựa đi cùng Lý An, ít ngày đến Cang Châu, vào hội quán, làm lễ phương ông và thân bằng cố hữu đi vào xem bệnh thí ngọc, bèn lấy thuốc ngoài thoa, trông uống thất là thần hiệu, trong một giây lát liền mạnh, thế ngọc tĩnh lại, mở mắt thấy mẹ, liền khóc mà nói, mẹ làm sao mà báo cửu cho con, miêu thị nói, con hãy yên lòng để mặc mẹ báo cửu cho, bèn sai người đến hẹn với tiểu hườn ngày mai tự tại lôi đài thi võ. Phương ông ngăn cản không đẳng, kế một lát người đi về nói tiểu hườn y lời, ngày mai sẽ tự tại lôi đài thi võ. Dạng ngày hai mẹ con sữa soạn đồ chiến trận, trước ngực đeo hộ tâm kính, trơn đi giày tiểu kiếm hoa, cầm thương lên ngựa, kéo những người hộ tùng theo đến lôi đài thấy đã có Lý Tiểu Hường đứng đợi, Miêu Thúy Hoa dậy các thân hữu ở dưới đài phòng khi ứng tiếp. Rồi nhảy lên đài, thấy Tiểu Hường mình mặc đồ trắng, trơn đi giày Tiểu Thiết Đinh, bèn hỏi nàng có phải là Lý Tiểu Hường chăng? Bởi chồng nàng làm giữ, nên chết bỏ mình, nàng lại tự thị ỷ tài đến báo cừu, muốn giết con ta, may ta cứu đặng không thì đã chết tại tay nàng rồi. nay ta đến đây nàng có miếng song phai hườn long cước thì hãy dùng thử coi lý tiểu hường nghe biết là mẹ thế ngọc bên nạt mà nói rằng đồ ác phụ suối con làm dữ lén dùng đồ ám khí mà hại chồng ta dẫu đánh con mi chết đặng trả thù chồng ấy là lẻ thường nay mày lại muốn đến chết thế sao chớ ta tưởng mi đến thì có đường chớ về không ngỏ nói rồi xem lại thì thúy hoa niên kỳ cũng một trang với mình sửa soạn mười phần tề trình lại thế nhảy lên đài cũng là một điệu với mình khi ấy Thúy Hoa cả nạt một tiếng rồi lập ra một thế mãnh hổ cầm dương đánh tới. Tiểu Huyền dùng phép song long quá hải mà giải, hai đảng đánh với nhau cũng như rồng giành cọp chụp trên non lớn ngọc lội kình đua giữa biển đông đánh dư hai trăm hiệp, kế trời tối, đều kéo nhau về nghỉ, đánh luôn ba ngày, không ai hơn thua. Khi ấy có học trò lớn CLTA Bạch Mi Đạo Nhơn là Lý Hùng tên ngoài là Bá Sơn xuống thăm rể là Lôi Lão Hồ. Tiểu Huyền rước vào khóc mà thuật hết các việc. Bá Sơn cả giận tức thì đến Quảng Đông hội quán biểu Thúy Hoa lên đài thi võ. Thúy Hoa thấy sư bá đến, thì ra trước chịu tội mà nói rằng vì con tôi không biết mà giết lịnh tế, muôn trông ơn sư bá rộng lòng dung thứ. Bá Sơn không nghe, biểu Thế Ngọc phải lên đài thi võ đã quy dê quyết hơn thua. Thúy Hoa năn nỉ không đặng, thì kỳ nửa tháng cho bệnh Thế Ngọc lành rồi sẽ ra đấu võ. Bà Sơn chịu ra về, khi ấy Thúy Hoa nghĩ con mình không phải là địch thủ với sư bá vậy phải đến chùa Thiếu Lâm cầu sư bá là trí thiện thiền sư đến giải nguy mới đặng. Bèn nói với phương ông hay rồi sắm sữa đồ hành lý, cắp hai cặp xong tiên mà đi. Nguyên Thúy Hoa tuổi nhỏ có theo cha đi buôn bán, sư nào cũng biết, nên đi giết ít ngày đến phước kiến chùa Thiếu Lâm, học trò tiếp xước biết là Thúy Hoa, mới hỏi thăm sư thúc sao đã lâu không thấy, nay người đến có việc chi. Thúy Hoa nói, phụ thân tôi đã qua đời rồi. Này lý bá sơn tự thị khi dễ nên tôi đến cầu nhị sư bá cứu giải việc ấy rồi thưa hết các việc đầu đuôi cho mấy người ấy nghe sư thúc đáp rằng sư phụ vân du các sứ không biết bừa nào về vậy ngươi đến vân nam núi bạch hạc cầu ngũ mai đại sư bá người có lòng từ thiện lại dễ nói cầu xuống giải cứu chắc đặng thúy hoa nghe nói cả mừng liền tạ ơn rồi lên ngựa nhắm hướng qua bạch hạc sơn mà đến chương sáu hồi sáu khi Miêu Thúy Hoa đi ít ngày đến núi Bạch Hạc, vào am thấy Ngũ Mai sư bá, liền cúi lạy. Ngũ Mai đỡ dậy hỏi, người đến có việc chi chăng? Thúy Hoa bèn thuật hết các việc lôi lão hổ lập lôi đài thi võ. Rồi Lý Hùng báo cừu làm sao nói hết cho Ngũ Mai nghe. Rồi lại mà khóc xin đại sư bá đem lòng từ huệ xuống cứu con tôi thì ơn ấy kết cỏ ngậm vành. Ngũ Mai rằng, từ ta xuất ra về núi tu luyện đến nay, đã lâu võ nghệ quên hết. E đánh không lại Lý Bá Sơn, nay có chí thiện nhị sư bá ở tại Việt Thành, chùa tích quang hiệu, rước xuống giải cứu mới xong. Thúy Hoa nghe nói hai hàng lụy nhỏ dòng dòng mười phân sâu nào, lại lục khẩn cầu. Ngũ Mai thấy vậy thì chịu xuống giúp, Thúy Hoa cả mừng. Khi ấy Ngũ Mai dặn học trò giữ gìn sơn động ta đi ít bữa sẽ về, rồi soạn đồ hành lý tay cầm thiền trượng cưỡi lừa ra đi. Thúy Hoa cũng lên ngựa theo Ngũ Mai trở về, nửa tháng về đến Quảng Đông hội quán. Phương ông và Tiếng Ngọc đã thiệt mạnh. Thúy Hoa mười phần vui vẻ liền sai người đến nói cho Lý Bá Sơn hay, ngày mai đến lôi đài thi võ. Có bài thơ rằng, tự thị sanh ra chuyện bất hòa, Bá Sơn bày lập trận mai hoa, ỷ tài không tưởng lời khuyên dạy, đến nổi thân mình phải hóa ma, dạng ngày Thúy Hoa hầu cho ngũ mai sửa soạn rồi dạy Thế Ngọc cầm thiên trượng theo hầu đại sư công. Còn Thúy Hoa và bọn hương thôn đều đội khôi, mặc giáp dở dàng oai phung lầm liệt, kéo đến lôi đài phân ra hàng ngũ. Khi ấy ngũ mai xuống lừa rồi dùng một thế kim cô độc lập hai tay xè ra, một trơn đứng xuống vùng bay lên đài, thiên hạ coi đều khen ngợi. Khi ấy Lý Bá Sơn ở trên đài có ý đợi Thế Ngọc lên đặng đánh báo cửu cho lôi hồng, xảy thấy dưới đài nhảy lên một người đảo nhân giả ước tám chín mươi tuổi tóc bạc, bộ mặt coi còn nhỏ, mình cao hơn bảy thước, hông tròn, lưng lớn, đầu như cây đấu, cổ tay tròn như ống tre vốn là con ông huỳnh hoa từ thuở nhỏ tu luyện có công cho nên tinh thần mạnh mẽ hơn kẻ thiếu niên bá sơn nhìn biết là ngũ mai ở núi bạch hạc học trò lớn của hồng mi đạo nhơn tài nghệ giỏi lắm không phải tầm thường bèn cung tay chào rằng không rè sư huynh đến chẳng kịp rước xin tha tội xin hỏi chẳng hay sư huynh đến đây có việc chi chăng chớ không lẽ đến mà thi võ cùng em xin sư huynh nói cho em rõ ngũ mai đáp lễ lại và nói rằng hiền đệ nay ta đến đây không phải có việc chi khác vì ta muốn khuyên giải một chuyện chẳng biết hiền đệ có nạp dung chăng lý hùng đáp rằng nếu sư huynh nói phải lẽ thì sao tôi lại không nghe bằng chẳng phải thì tôi cũng không theo ngũ mai nói từ khi ta hất ra đến nay một mãi thế tình tranh đấu đều không đem vào lòng há đến đây mà thi võ làm chi Nhờn ta vân du đến cang châu nghe lệnh tế của hiền đệ lập lôi đài mà hại sanh linh không biết là bao nhiêu là kể ấy là vô phép lắm rồi bị tay phương thế ngọc là con nít mà chết ấy là trời khiến giường ấy cho khỏi hại sanh linh nơi xứ này rồi thế ngọc lại bị lịnh ái mà chết may cứu khỏi thì giận ấy cũng đã vừa nay xin hiền đệ vì ta mà dung việc ấy đặng ta biểu mẹ con chịu lỗi và cha nó là phương đức phải phạt một ngàn lượng bạc đặng hai đàng huề nhau chẳng biết hiền đệ có nghe chăng lý bá sơn nghe nói hai con mắt trợn lên chơn mày đều dựng mà nói rằng, sư huynh nói như thế thì dễ ta bị oan ức này chừng nào rửa đặng. Chớ chi lúc thi võ mà nó đừng đi giày cửu hườn kiếm, lén hại dễ ta thì ta thôi, chớ nó lén đem gươm đao mà hại như vậy, biểu ta thôi sao đặng. Nếu sư huynh ỷ tài muốn bảo hộ cho nó đánh với tôi thì tôi cũng đánh với. Ngũ mai thấy khuyên giải không đặng, thì nói rằng, nay ta đã xuất ra lấy chữ từ bi làm trước, mà khuyên ngươi không đặng, bất đắc dĩ nên phải đánh như rủi có việc chi chớ khá trách ta. Lý Hùng cà giận, nạt rằng, lão sư đừng nói phách, bèn ra miếng suy sơn trường, nhắm đầu ngũ mai đánh xuống. Ngũ mai không lo sợ chút nào, miệng niệm nam mô A-di-đà Phật, tay tả thì gạt trừ miếng ấy, còn tay hữu ra thế tạ mã quần đánh ngay sườn bá sơn. Hai người cứ ra miếng thế cùng nhau như rồng đánh cọp nhảy, thật là kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài, một bên như ninh phong mãnh hổ, một đàng như hí thủy giao long, đánh hơn 200 hiệp trời tối mà chưa ai hơn thua. Lý Bá Sơn nói, hãy đợi ta trong ba ngày, đặng lập một cuộc mai hoa thung rồi sẽ tỉ thi với nhau đặng chăng? Ngũ Mai nói, thôi ta cũng dung cho ngươi sống ba ngày nữa rồi đến mai hoa thung sẽ giết. Hai đảng kéo nhau ra về, Lý Bá Sơn về xăm sữa chọn một chỗ đất tốt, chiếu theo phương hướng lập cuộc mai hoa thung như vậy. Mai hoa thăm chia ra 108 cuộc, mỗi cuộc làm 5 cây, trong mỗi cây bốn phía có bốn cây hình như bông mai, người thi võ phải đạp trơn lên đó, bước tới bước lui cho có phép tắc, tay trơn cho liền nhau nếu sai một mãi thì tánh mạng không còn. Ấy là côn quần kỵ nghệ, phép bí truyền thứ nhất, trận lập xong xuôi, đợi đến kỳ đặng dẫn ngũ mai lên đó mà giết. Khi ngũ mai về đến hội quán thì Thế ngọc ra rước và hỏi cuộc mai hoa ra thể nào, xin công sư chỉ bảo. Ngũ mai cắt nghĩa rõ ràng cuộc mai hoa thì mấy người trong hội quán đều le lưỡi. Thúy Hoa nói, cuộc ấy cha tôi ý có đề bản đồ lại, mà tôi chưa học được. Nếu ngày nay mà không có sư bá đến ắt mẹ con tôi không khỏi chết. Ngũ Mai nói, các người đừng lo, ta đã tính trước rồi. Nay bá Sơn nó tự thị không chịu huê thì chớ, mà nó lại muốn hại ta, thì sau nó đừng oán trách rằng ta không dung tình. Bởi ta tưởng tình sư thúc là bạch mi đạo nhơn, nên ta dung cho khỏi chết mà thương người đồng đạo nên khi thi võ ta nhường nó hết ba bốn phần, mà nó không biết phải quấy, lại chờ muốn hại ta, thôi để khi đến mai hoa thung ta sẽ ra tay đưa nó về địa phủ. Các người nghe nói đều vui mừng hớn hở, còn chủ tiệm là Trần Ngọc Thơ mỗi ngày đều dọn tiệc chay mà đãi đằng ngũ mai một cách khiêm nhường. Lúc rảnh ngũ mai đem hết các thế hay mà dạy phương thế ngọc, thế ngọc có tánh thông minh nên hiểu hết, qua ngày thứ hai, Lý Hùng cho người đến hẹn cùng Ngũ Mai rằng: "Dạ ngày đến Mai Hoa thông thi võ, đến kỳ Ngũ Mai và nội bọn đều sắm sửa kéo đến lôi đài." Ngũ Mai kêu Lý Hùng nói rằng: "Người y tài không kể đến ai nên mới lập trận Mai Hoa này mà khi ta, là đạo lý gì vậy? Hèn chi rể ngươi cũng bởi ngươi dạy mới ra thi ấy, nay ngươi lại không nghe lời phải, chẳng may có điều gì? Thì Uổng công sư phụ là Bạch Mi đạo nhân dạy bảo, cũng trông cho ngươi giữa giảng môn giáo, để tiếng đời sau." Chớ có rẻ ngươi ngày nay làm ra cớ sự như vậy đâu Vậy ngươi hãy suy đi xét lại kẻo để sau ăn năn thì sự đã rồi Lý bá sơn nghe mấy lời thì không biết tính lẽ nào Phải gắng ngượng nạt rằng Ta không thèm nói miệng tài với ngươi Có giỏi thì lên mai hoa thung thi võ cùng ta cho biết thư hùng Ngũ mai nói Ngươi hãy lên trước đi rồi ta theo sau Lý hùng liền cởi áo nhảy lên mai hoa thung Các ngươi đứng coi Thấy Lý hùng tuổi ước 60 dư Dâu bạc mình cao tám thước năm, sức mạnh ngàn cân, oai phong sát khí, dáng sức bình xanh ra quần phân thế, tỉ như cọp giữ trên non, rồng rờn dưới nước, tới lui đều có phép tắc, đi hết 81 đường quần rồi nhảy xuống biểu. Ngũ mai nhảy lên đi cho ta xem, ngũ mai bèn cởi áo mang giày ra nhĩ nhảy lên mai hoa thung dáng xúc bình xanh đi 108 đường quần, tới lui, qua lại, tả hữu trước sau, nhảy lên tả xuống như bay, oai phong lầm lầm. Nguyện khí đằng đàng tợ giao long hí thủy, xả mãng phiên thân, những người coi đều vỗ tay khen ngợi, rồi ngũ mai bước xuống khí lực như thường, thần sắc chẳng đổi. Lý Hùng thấy vậy thất kinh không rẻ ngũ mai dùng phép ấy còn hay hơn mình bội phần, nhưng việc đã lờ rồi, không biết tính làm sao, bèn kêu con dặn nhỏ rằng phải cầm cái thư hùng tiên lén đánh ngũ mai một cái đặng giúp sức cho ta. Tiểu Hường vâng lời. Khi ấy Lý Hùng hỏi Ngũ Mai rằng, vậy ngươi dám lên trận đặng quyết đua tranh cùng ta chăng? Khi ngũ mai thấy Lý Hùng nói nhỏ với con nó thì đem lòng nghi, bèn kêu mẹ con Thế Ngọc dặn rằng ta thấy cha con Lý Hùng nó nói nhỏ với nhau ắt là có việc lén lút chi đây chớ không không, vậy mẹ con bây phải giữ gìn mới đặng. Mẹ con Thế Ngọc vâng lời, ngũ mai dặn dò xong rồi, liền kêu Lý Hùng lên trận. Lý Hùng lên trận ra thế sư tử diêu đầu, ngũ mai dùng miếng đại hỏa thiêu thiên trừ lại, hai đàng áp chiến cùng nhau như rông như gió, đá chạy, cát bay đánh đến 100 hiệp lý hùng sức đuối, chịu không nổi, còn ngũ mai không dung tình nữa, cứ trổ trí mạng mà đánh. Tiểu hườn thấy cha suốt thế, bèn cầm thư hùng tiên nhắm ngũ mai đánh xuống, bị thế ngọc cầm thiết xích đờ rồi đánh lại, tiểu hườn lật đật đờ, thấy người thù càng thêm giận, rằng sức mà đánh, không tính chuyện khác đặng. Lý Bá Sơn thấy con mắc đánh với Thế Ngọc, không giúp đỡ mình đặng, còn mình thì sức cự không nổi nữa, rủi xa xuống trận bị ngũ mai đánh trên cổ một cái, hỡi ôi. Thương thay, có bài thơ rằng, Bảy cuộc mai hoa lập trận đồ, khéo lo xảo kế uổng mưu mô, chẳng nghe bạn tác lời khuyên giải, há trách rằng sao huyết nhiễm ô, nói về tê lời hườn thấy cha chết lòng như dao cắt, ruột tợ kim châm, bèn bỏ thế ngọc mà đánh với ngũ mai, lúc ấy ngũ mai tay không, nhờ thúy hoa ngăn cự. Ngũ Mai liền kêu Thế Ngọc biểu đem thiền trượng lại rồi nạt Thúy Hoa lui ra rồi nói với Tiểu Hường rằng, mi không hiểu cơ quan gì hết, còn dám hành hung mà chịu chết sao? Tiểu Hường không thèm nói lại, cứ việc dở xong tiên nhắm đầu ngũ mai đánh xuống. Ngũ mai cả giận, đánh được 30 hiệp, Tiểu Hường cũng bị một cây thiền ượng mà chết. Có bài thơ khen Lý Tiểu Hường như vậy, tiết hiếu khen cho Lý Tiểu Hường cũng vì cửu hận thất cơ quan, phải chi trước biết lời can gián, đầu nổi tên để trốn quỷ quan, khi ấy các học trò của Tiểu Hường thấy vậy đều chạy hết. Ngũ Mai kêu lại nói rằng lũ bây chớ khá kinh tâm, vì ta đã khuyên giải mà không đẳng nên mới đến nổi này, còn lũ bây không can gì, hãy đem thây về chôn cất rồi phá lôi đài đi. Nói rồi đều kéo nhau về hội quán hỏi lại thì lôi hồng còn một đứa con trai tên Đại bằng 10 tuổi cho học võ nghệ với phùng đạo đức tại võ Dương Sơn, thì ngũ Mai đem lòng thương xót, giết cha con đó là bất đắc dĩ mà thôi. Rồi ngũ Mai sửa soạn đồ hành trang trở về núi vợ chồng Miêu Thúy Hoa cầm không đặng. Khi ấy Trần Ngọc Thơ đem 300 lượng bạc tạ ơn, ngũ mai không chịu lấy. Trần Ngọc Thơ năn nỉ nói rằng tôi thành tâm kính về hương khói cho Phật, xin sư bá nhậm tình. Ngũ mai chối từ không đặng nên phải nhận, rồi dặn dò thi Ngọc phải dáng tập luyện những miếng dậy bảo ngày trước đó, đặng sau ra giúp mở nước nhà mà lập công danh quý hiền. Dặn rồi từ biệt ra đi Thúy Hoa và Thế Ngọc đưa ra, khóc mà trở về khi ấy phương đức sắm sửa đồ hành lý trở về tiệm vạn sương xét sổ sách thâu bạc tiền giao cho người coi tiệm rồi đồng kéo nhau về quê quán đi ít ngày đến chỗ hiếu ngọc và mỹ ngọc ra tiếp dước thúy hoa đem thế ngọc vào ra mắt chủ mẫu và hai chị dâu một nhà xung hiệp đoàn viên bày yến tiệc vui mừng hĩ hạ khi ấy phương đức và thúy hoa tính đem ba đứa con đến tỉnh thành cầu trí thiện thiền sư dạy học võ nghệ bèn vào cho vợ lớn hay rồi kéo nhau ra đi đến tỉnh thành vào quán an nghỉ Ba anh em hiếu ngọc vương lời cha mẹ, đến chùa Quang Hiếu tự vào hỏi thăm thiền sư thì người trong chùa nói, ngài đã qua chùa Tây Thiền tự dạy học, ba anh em bèn ra khỏi Tây Môn đến phố thứ sáu, xảy thấy một người học trò chừng 21, 22 tuổi, mày xanh, mắt đẹp, mặt trắng môi son, đáng bực anh tài, khôi ngô tuấn tú, bị một lũ cường nhơn áp đánh, kêu la mà không ai cứu, hai bên phố cứ việc lo buôn bán. Thế Ngọc hỏi thăm người đi đường mới biết lũ ấy là quân cơ phòng, còn người bị đánh đó là Hồ Huệ Càng. Hai bên phú sợ lũ cơ phòng lắm, nên không ai dám cứu hết. Ba anh em đều giận nói đời Thái Bình không phải ly loạn gì, mà để cho nó đánh người ta chết sao. Khi ấy Thế Ngọc bước vào hai tay khoát một cái, lũ ấy đứng không vững té lăn ra hơn mười mấy đứa. Còn người bị đánh thì gần chết, Thế Ngọc lật đật đờ dậy bụng muốn cứu người, không phải muốn sanh sự ai ngờ lũ cơ phòng thấy ba người xô lũ nó no té lăn, rồi lại cứu người cửu nhơn, thì cả giận bèn cầm binh khí áp lại vây đánh ba anh em Thế Ngọc. Khi ấy Thế Ngọc và hai anh đánh một hồi đều ngã lăn, lớp thì lùi chạy, lớp lại bị thương cũng như gió giữ thổi cây khô, không trổ chống chọi. may có Hiếu Ngọc là người hay cẩn thận cản không cho chém giết, nếu không thì Thế Ngọc giết biết số đâu mà ề. Việc xong rồi, Thế Ngọc thấy Hồ Huệ càng bị thương nặng lắm, bèn còng đến chùa Tây Thiền Tự, vào ra mắt trí thiện thiền sư, rồi trình thơ của mẹ là miêu thị, thơ ấy một là kính thăm, hai là xin dạy ba đứa con học, rồi thuật các việc Thế Ngọc đánh chết lôi lão hổ cho Huệ Thượng nghe, trí thiện cả mừng, hỏi Thế Ngọc rằng, người cõng ai đó, Thế Ngọc thưa rằng, đệ tử đi vừa đến phố thứ sáu, thấy một lũ cơ phòng vây đánh người này nặng lắm, mà không ai cứu nên anh em tôi dám cứu đem đến đây cầu xin sư phụ cho thuốc cứu tánh mạng người. Chí thiện khen rằng anh em ngươi biết điều phải mà làm thì phải lắm, rồi chí thiện đem hồ lô ra lấy hồn hồn đơn, và bổ cốt xanh cơ chỉ thống tán, cho trong uống ngoài thoa, dây lâu liền hết, người ấy mở mắt ra, miệng mở ra một cục ứ huyết mới tĩnh lại, rồi lại tạ ơn sư phụ cho thuốc và ba anh em cứu mạng. Chí thiện hỏi người tên họ chi, ở đâu, vì cớ nào mà bị người ta đánh người ấy thưa rằng tôi họ Hồ tên Huệ Càng, ở Tôn Hội Hà Đường, 22 tuổi, mẹ tôi họ Đỗ, vợ tôi họ Hà, con tôi tên là Á Đức, khi trước cha tôi là Hồ Thành đến chỗ cơ phòng buôn bán, bị bọn ấy khi dễ làm nhiều điều xì nhục, lũ nó đông lắm, nên cha tôi sợ sanh sự, đem tôi ở chỗ khác, tháng trước tôi về thăm mới hay cha tôi bị lũ nó đánh chết, tôi tính đến tĩnh minh oan. Không rẻ đến đó bị lũ nó đánh, may nhờ có ân nhân đây cứu khỏi các người nghe nói đều bất bình. Thế Ngọc nói, Hồ Huynh đến tĩnh thưa không đặng đâu. Thời để ở đây học võ nghệ với sư phụ cho giỏi rồi sẽ về trừ lũ nó. ắt không dám làm dữ nữa. Chớ bây giờ đến quan chắc, quan cũng minh vực chung nó nữa, chớ không ít gì. Các người nghe Thế Ngọc nói đều khen phải. Hồ Huệ kèm nói, tôi nghèo hèn yếu đuối. Biết sư phụ có lấy lòng từ bi mà dung nạp không? Chí thiện nói, ta đã xuất ra lấy lòng từ bi làm trước. Thường dạy học trò hoặc là cho thuốc, thì là một thế, không luận giàu nghèo, chẳng kỳ tiền bạc. Nếu người muốn học thì ta hết lòng dạy bảo, nhưng mà học với ta thì phải ăn ở cho hiền lương, đừng ý sức côn quần mà sanh sự, cứu người được phép, bằng hại không nên, như y theo mấy lời ta dặn, thì học với ta mới đặng. Các người đều thưa rằng chúng tôi xin vâng lời thầy dặn, không dám cải lịnh khi ấy Hồ Huệ càng dáng ngồi dậy đến trước mặt thiền sư quỳ lạy mà thưa rằng, xin tôn sư cho tôi cùng anh em Thế Ngọc kết bằng hữu sống thác có nhau, hoạn nạn tương cứu. Nguyên trí thiện lập trường dạy võ, trước đã đặng sáu người, nay thêm bốn nữa là mười, thì biểu mỗi người phải biên tên họ, rồi sắm sửa hương đăng trà quả, đến trước bàn thờ quan đế thánh quân vái lại kết làm anh em xương thịt, như ngày sau ai phụ nghĩa thì thần Minh Châu chiếu dáng. Tên 10 người ấy kể ra sau đây, Lý Cẩm Lương, Tả Á Phước, Lương Á Tòng, Liễu Á Thắng, Hồng Hy Quan, Đồng Thiên Cân, Phương Hiếu Ngọc, Phương Mỹ Ngọc, Phương Thế Ngọc và Hồ Huệ Càng. Mấy người cầu nguyện xong xuôi đều vui mừng hạ hạ, từ ấy trí thiện thiền sư hết lòng, tài học bao nhiêu đều đem dạy hết mấy người ấy. Đặng nửa năm, thiền sư nói cùng học trò rằng, đã hơn một năm rồi ta không đến chùa Thiếu Lâm, lòng không yên ta muốn kêu na đó tính toán công chuyện rồi sẽ về dạy bảo. Nhưng mà lũ bầy học chưa đặng tinh, sợ ta đi lâu ngày, thì công phu bầy giải đài. Tính như vậy thì vẹn toàn, nguyên ta có một người học trò họ huỳnh tên khôn nghề học không thua gì ta. Này ở ghe huỳnh an tường muối cá, vậy để ta gửi thơ kêu va đến thế cho ta thì ta mới yên. Chừng ta tính xong công việc chùa rồi sẽ trở về dạy bảo, các ngươi bằng lòng chăng. Các học trò thưa xin vâng lời dầu có sư huynh đến dậy, chúng tôi cũng xin sư phụ trở về cho sớm mới yên lòng chúng tôi trông đợi. Thiên sư thấy học trò bằng lòng, bèn viết thơ gửi qua Triều Châu rước Huỳnh Khôn về rồi sẽ đi. Nguyên có thơ này mới diễn ra việc gian phu, dâm phủ, cùng các việc lạ nữa. Khi Miêu Thúy Hoa đi ít ngày đến núi Bạch Hạc, vào am thấy Ngũ Mai sư bá, liền cúi lạy. Ngũ Mai đỡ dậy hỏi, người đến có việc chi chăng? Thúy Hoa bèn thuật hết các việc lôi lão hổ lập lôi đài thi võ, rồi Lý Hùng báo cừu làm sao nói hết cho ngũ mai nghe, rồi lại mà khóc xin đại sư bá đem lòng từ huệ xuống cứu con tôi thì ơn ấy kết cỏ ngậm vành. Ngũ mai rằng từ ta xuất ra về núi tu luyện đến nay, đã lâu võ nghệ quên hết, e đánh không lại Lý Bá Sơn, nay có chí thiện nhị sư bá ở tại Việt Thành, chùa tích quang hiệu, rước xuống giải cứu mới xong. Thúy Hoa nghe nói hai hàng lụy nhỏ dòng dòng mười phân sâu nào, lại lục khẩn cầu. Ngũ Mai thấy vậy thì chịu xuống giúp, Thúy Hoa cả mừng. Khi ấy Ngũ Mai dặn học trò giữ gìn sơn động ta đi ít bữa sẽ về, rồi soạn đồ hành lý tay cầm thiền trượng cưỡi lừa ra đi. Thúy Hoa cũng lên ngựa theo Ngũ Mai trở về, nửa tháng về đến Quảng Đông hội quán, Phương Ông và Tiếng Ngọc đã thiệt mạnh, Thúy Hoa mười phần vui vẻ liền sai người đến nói cho Lý Bá Sơn hay ngày mai đến lôi đài thi võ có bài thơ rằng tự thị sanh ra chuyện bất hòa bá sơn bày lập trận mai hoa ỷ tài không tưởng lời khuyên dạy đến nổi thân mình phải hóa ma dạng ngày thúy hoa hầu cho ngũ mai sửa soạn rồi dạy thế ngọc cầm thiên trượng theo hầu đại sư công còn thúy hoa và bọn hương thôn đều đội khôi mặc giáp dở dàng oai phung lầm liệt kéo đến lôi đài phân ra hàng ngũ khi ấy ngũ mai xuống lừa rồi dùng một thế kim cô độc lập hai tay xè ra một trơn đứng xuống vùng bay lên đài, thiên hạ coi đều khen ngợi. Khi ấy Lý Bá Sơn ở trên đài có ý đợi Thiên Ngọc lên đặng đánh báo cửu cho lôi hồng, xảy thấy dưới đài nhảy lên một người đảo nhân giả ước tám chín mươi tuổi tóc bạc, bộ mặt coi còn nhỏ, mình cao hơn bảy thước, hông tròn, lưng lớn, đầu như cây đấu, cổ tay tròn như ống tre, vốn là con ông Huỳnh Hoa từ thuở nhỏ tu luyện có công cho nên tinh thần mạnh mẽ hơn kẻ thiếu niên. Bá Sơn nhìn biết là ngũ mai ở núi Bạch Hạc, học trò lớn của Hồng Mi Đạo Nhơn, tài nghệ giỏi lắm, không phải tầm thường, bèn cung tay chào rằng không dè sư huynh đến chẳng kịp rước, xin tha tội, xin hỏi chẳng hay sư huynh đến đây có việc chi chăng? Chớ không lẽ đến mà thi võ cùng em, xin sư huynh nói cho em rõ. Ngũ Mai đáp lễ lại và nói rằng, hiền đệ, nay ta đến đây không phải có việc chi khác, vì ta muốn khuyên giải một chuyện chẳng biết hiền đệ có nạp dung chăng? Lý Hùng đáp rằng, nếu sư huynh nói phải lẽ thì sao tôi lại không nghe, bằng chẳng phải thì tôi cũng không theo. Ngũ Mai nói, từ khi ta hất ra đến nay, một mãi thế tình tranh đấu, đều không đem vào lòng, há đến đây mà thi võ làm chi? Nhơn ta vân du đến Cang Châu, nghe lệnh tế của hiền đệ lập lôi đài mà hại sanh linh không biết là bao nhiêu là kể, ấy là vô phép lắm rồi bị tay phương thế ngọc là con nít mà chết ấy là trời khiến giường ấy cho khỏi hại sanh linh nơi xứ này rồi thế ngọc lại bị lịnh ái mà chết may cứu khỏi thì giận ấy cũng đã vừa nay xin hiền đệ vì ta mà dung việc ấy đặng ta biểu mẹ con chịu lỗi và cha nó là phương đức phải phạt một ngàn lượng bạc đặng hai đàng huề nhau chẳng biết hiền đệ có nghe chăng lý bá sơn nghe nói hai con mắt trợn lên Trơn mày đều dựng mà nói rằng, sư huynh nói như thế thì dễ ta bị oan ức này chừng nào rửa đặng. Chớ chi lúc thi võ mà nó đừng bi giày cửu hườn kiếm, lén hại rể ta thì ta thôi, chớ nó lén đem gươm đao mà hại như vậy, biểu ta thôi sao đặng. Nếu sư huynh ỷ tài muốn bảo hộ cho nó đánh với tôi thì tôi cũng đánh với. Ngũ mai thấy khuyên giải không đặng, thì nói rằng, nay ta đã xuất ra lấy chữ từ bi làm trước, mà khuyên ngươi không đặng, bất đắc dĩ nên phải đánh như rủi có việc chi chớ khá trách ta. Lý Hùng cả giận, nạt rằng, lão sư đừng nói phách, bèn ra miếng suy sơn trường, nhắm đầu ngũ mai đánh xuống. Ngũ mai không lo sợ chút nào, miệng niệm nam mô a di đà Phật, tay tả thì gạt trừ miếng ấy, còn tay hữu ra thế tạ mã quần đánh ngay sườn bá sơn. Hai người cứ ra miếng thế cùng nhau như rồng đánh cọp nhảy, thật là kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài, một bên như ninh phong mãnh hổ, một đàng như hí thủy giao long đánh hơn 200 hiệp trời tối mà chưa ai hơn thua. Lý Bá Sơn nói, hãy đợi ta trong ba ngày, đặng lập một cuộc mai hoa thung rồi sẽ tỉ thi với nhau đặng trăng. Ngũ Mai nói, thôi ta cũng dung cho ngươi sống ba ngày nữa rồi đến mai hoa thung sẽ giết. Hai đàng kéo nhau ra về, Lý Bá Sơn về xăm sữa chọn một chỗ đất tốt, chiếu theo phương hướng lập cuộc mai hoa thung như vậy. Mai hoa thăm chia ra 108 cuộc, mỗi cuộc làm 5 cây, trong mỗi cây bốn phía có bốn cây hình như bông mai, người thi võ phải đạp trơn lên đó, bước tới bước lui cho có phép tắc, tay trơn cho liền nhau nếu sai một mảy thì tánh mạng không còn. Ấy là côn quần kỵ nghệ, phép bí truyền thứ nhất, trận lập xong xuôi, đợi đến kỳ đặng dẫn ngũ mai lên đó mà giết. Khi ngũ mai về đến hội quán thì thấy ngọc ra rước và hỏi cuộc mai hoa ra thể nào, xin công sư chỉ bảo. Ngũ mai cắt nghĩa rõ ràng cuộc mai hoa thì mấy người trong hội quán đều le lưỡi. Thúy Hoa nói, cuộc ấy cha tôi có đề bản đồ lại, mà tôi chưa học được. Nếu ngày nay mà không có sư bá đến át mẹ con tôi không khỏi chết. Ngũ Mai nói, các người đừng lo, ta đã tính trước rồi, nay bá Sơn nó tự thị không chịu huê thì chớ, mà nó lại muốn hại ta, thì sau nó đừng oán trách rằng ta không dung tình. Bởi ta tưởng tình sư thúc là bạch mi đạo nhơn, nên ta dung cho khỏi chết mà thương người đồng đạo nên khi thi võ ta nhường nó hết ba bốn phần, mà nó không biết phải quấy, lại chờ muốn hại ta, thôi để khi đến mai hoa thung ta sẽ ra tay đưa nó về địa phù. Các người nghe nói đều vui mừng hớn hở, còn chủ tiệm là Trần Ngọc Thơ mỗi ngày đều dọn tiệc chay mà đãi đằng ngũ mai một cách khiêm nhường. Lúc rảnh ngũ mai đem hết các thế hay mà dạy phương thế ngọc, thế ngọc có tánh thông minh nên hiểu hết, qua ngày thứ hai, Lý Hùng cho người đến hẹn cùng ngũ mai rằng, dạ ngày đến mai hoa thông thi võ, đến kỳ ngũ mai và nội bọn đều sắm sửa kéo đến lôi đài. Ngũ mai kêu Lý Hùng nói rằng, người y tài không kể đến ai nên mới lập trận mai hoa này mà khi ta, là đạo lý gì vậy, hèn chi rể ngươi cũng bởi ngươi dạy mới ra thế ấy, nay ngươi lại không nghe lời phải, chẳng may có điều gì, thì uổng công sư phụ là bạch mi đạo nhân dạy bảo, cũng trông cho ngươi dỡ dàng môn giáo, để tiếng đời sau chớ có rẻ ngươi ngày nay làm ra cớ sự như vậy đâu. Vậy ngươi hãy suy đi xét lại kẻo để sau ăn năn thì sự đã rồi. Lý Bá Sơn nghe mấy lời thì không biết tính lẽ nào, phải gắng ngượng nạt rằng ta không thèm nói miệng tài với ngươi, có giỏi thì lên mai hoa thung thi võ cùng ta cho biết thư hùng. Ngũ Mai nói, ngươi hãy lên trước đi rồi ta theo sau, Lý Hùng liền cởi áo nhảy lên mai hoa thung, các ngươi đứng coi, thấy Lý Hùng tuổi ước 60 dư, dâu bạc, mình cao tám thước năm, sức mạnh ngàn cân, oai phong sát khí, dáng sức bình xanh ra quần phân thế, tỉ như cọp giữ trên non, rồng rờn dưới nước, tới lui đều có phép tắc, đi hết 81 đường quần rồi nhảy xuống biểu, ngũ mai nhảy lên đi cho ta xem. Ngũ mai bèn cởi áo mang giày ra nhĩ nhảy lên mai hoa tung dáng xúc bình xanh đi 108 đường quần, tới lui, qua lại, tả hữu trước sau, nhảy lên tả xuống như bay, oai phong lầm lầm, nguyện khí đằng đàng tợ giao long hí thủy, xả mãng phiên thân, những người coi đều vỗ tay khen ngợi, rồi ngũ mai bước xuống khí lực như thường, thần sắc chẳng đổi. Lý Hùng thấy vậy thất kinh không rè ngũ mai dùng phép ấy còn hay hơn mình bội phần, nhưng việc đã lờ rồi, không biết tính làm sao. Bèn kêu con giận nhỏ rằng, phải cầm cái thư hùng tiên lén đánh ngũ mai một cái đặng giúp sức cho ta. Tiểu Hường vâng lời, khi ấy Lý Hùng hỏi ngũ mai rằng, vậy ngươi dám lên trận đặng quyết đua tranh cùng ta chăng? Khi ngũ mai thấy Lý Hùng nói nhỏ với con nó thì đem lòng nghi, bèn kêu mẹ con Thế Ngọc dặn rằng ta thấy cha con Lý Hùng nó nói nhỏ với nhau ắt là có việc lén lút chi đây chớ không không, vậy mẹ con bây phải giữ gìn mới đặng. Mẹ con Thế Ngọc vâng lời, ngũ mai dặn dò xong rồi, liền kêu Lý Hùng lên trận. Lý Hùng lên trận ra thế sư tử diêu đầu, ngũ mai dùng miếng đại hỏa thiêu thiên trừ lại, hai đàng áp chiến cùng nhau như rông như gió, đá chạy, cát bay đánh đến một trăm hiệp lý hùng sức đuối, chịu không nổi, còn ngũ mai không dung tình nữa, cứ trổ trí mạc mà đánh. Tiểu hường thấy cha suốt thế, bèn cầm thư hùng tiên nhắm ngũ mai đánh xuống, bị thế ngọc cầm thiết xích đờ rồi đánh lại, tiểu hường lật đật đờ, thấy người thù càng thêm giận, rằng sức mà đánh, không tính chuyện khác đặng. Lý Bá Sơn thấy con mắc đánh với Thế Ngọc, không giúp đỡ mình đặng, còn mình thì sức cự không nổi nữa, rủi xa xuống trận bị ngũ mai đánh trên cổ một cái, hỡi ôi. Thương thay, có bài thơ rằng Bày cuộc mai hoa lập trận đồ, khéo lo xảo kế uổng mưu mô, chẳng nghe bạn tác lời khuyên giải, há trách rằng sao huyết nhiểm ô, nói về tia lờ yểu hườn thấy cha chết lòng như dao cắt, ruột tợ kim châm, bèn bỏ thế ngọc mà đánh với ngũ mai, lúc ấy ngũ mai tay không, nhờ thúy hoa ngăn cử. Ngũ Mai liền kêu Thế Ngọc biểu đem thiền trượng lại rồi nạt Thúy Hoa lui ra rồi nói với Tiểu Hường rằng, mi không hiểu cơ quan gì hết, còn dám hành hung mà chịu chết sao? Tiểu Hường không thèm nói lại, cứ việc dở xong tiên nhắm đầu ngũ mai đánh xuống. Ngũ mai cả giận, đánh được 30 hiệp, Tiểu Hường cũng bị một cây thiền ượng mà chết. Có bài thơ khen Lý Tiểu Hường như vậy, tiết hiếu khen cho Lý Tiểu Hường cũng vì cửu hận thất cơ quan, phải chi trước biết lời can gián, đầu nổi tên để trốn quỷ quan, khi ấy các học trò của Tiểu Hường thấy vậy đều chạy hết. Ngũ Mai kêu lại nói rằng lũ bây chớ khá kinh tâm, vì ta đã khuyên giải mà không đặng nên mới đến nổi này. Còn lũ bây không can gì, hãy đem thây về chôn cất rồi phá lôi đài đi. Nói rồi đều kéo nhau về hội quán hỏi lại thì lôi hồng còn một đứa con trai tên đại bằng 10 tuổi cho học võ nghệ với phùng đạo đức tại võ Dương Sơn. Thì ngũ mai đem lòng thương xót, giết cha con đó là bất đắc dĩ mà thôi. Rồi ngũ mai sửa soạn đồ hành trang trở về núi vợ chồng Miêu Thúy Hoa cầm không đặng. Khi ấy Trần Ngọc Thơ đem 300 lượng bạc tạ ơn, ngũ mai không chịu lấy. Trần Ngọc Thơ năn nỉ nói rằng tôi thành tâm kính về hương khói cho Phật, xin sư bá nhậm tình. Ngũ mai chối từ không đặng nên phải nhận, rồi dặn dò Thế Ngọc phải dáng tập luyện những miếng dậy bảo ngày trước đó, đặng sau ra giúp mở nước nhà mà lập công danh quý hiền. Dặn rồi từ biệt ra đi Thúy Hoa và Thế Ngọc đưa ra, khóc mà trở về khi ấy phương đức sắm sửa đồ hành lý trở về tiệm vạn sương xét sổ sách thâu bạc tiền giao cho người coi tiệm rồi đồng kéo nhau về quê quán đi ít ngày đến chỗ hiếu ngọc và mỹ ngọc ra tiếp rước thúy hoa đem thế ngọc vào ra mắt chủ mẫu và hai chị dâu một nhà xung hiệp đoàn viên bày yến tiệc vui mừng hĩ hạ khi ấy phương đức và thúy hoa tính đem ba đứa con đến tỉnh thành cầu trí thiện thiền sư dạy học võ nghệ bèn vào cho vợ lớn hay rồi kéo nhau ra đi đến tỉnh thành vào quán an nghỉ. Ba anh em hiếu ngọc vâng lời cha mẹ, đến chùa Quang Hiếu tự vào hỏi thăm thiền sư thì người trong chùa nói, ngài đã qua chùa Tây Thiền tự dạy học, ba anh em bèn ra khỏi Tây Môn đến phố thứ sáu, xảy thấy một người học trò chừng 21, 22 tuổi, mày xanh, mắt đẹp, mặt trắng môi son, đáng bực anh tài, khôi ngô tuấn tú, bị một lũ cường nhơn áp đánh, kêu la mà không ai cứu, hai bên phố cứ việc lo buôn bán. Thế Ngọc hỏi thăm người đi đường mới biết lũ ấy là quân cơ phòng, còn người bị đánh đó là Hồ Huệ Càng. Hai bên phú sợ lũ cơ phòng lắm, nên không ai dám cứu hết. Ba anh em đều giận nói đời Thái Bình không phải ly loạn gì, mà để cho nó đánh người ta chết sao. Khi ấy Thế Ngọc bước vào hai tay khoát một cái, lũ ấy đứng không vững té lăn ra hơn mười mấy đứa. Còn người bị đánh thì gần chết, Thế Ngọc lật đật đờ dậy bụng muốn cứu người, không phải muốn sanh sự. Ai ngờ lũ cơ phòng thấy ba người xô lũ nó no té lăn, rồi lại cứu người cửu nhơn, thì cả giận bèn cầm binh khí áp lại vây đánh ba anh em Thế Ngọc. Khi ấy Thế Ngọc và hai anh đánh một hồi đều ngã lăn, lớp thì lùi chạy, lớp lại bị thương cũng như gió giữ thổi cây khô, không trổ chống chọi. may có Hiếu Ngọc là người hay cẩn thận cản không cho chém giết, nếu không thì Thế Ngọc giết biết số đâu mà ề. Việc xong rồi, Thế Ngọc thấy Hồ Huệ càng bị thương nặng lắm, bèn còng đến chùa Tây Thiền Tự, vào ra mắt trí thiện thiền sư, rồi trình thơ của mẹ là miêu thị, thơ ấy một là kính thăm, hai là xin dạy ba đứa con học, rồi thuật các việc Thế Ngọc đánh chết lôi lão hổ cho Huệ Thượng nghe, trí thiện cả mừng, hỏi Thế Ngọc rằng, người cõng ai đó, Thế Ngọc thưa rằng, đệ tử đi vừa đến phố thứ sáu, thấy một lũ cơ phòng vây đánh người này nặng lắm, mà không ai cứu nên anh em tôi dám cứu đem đến đây cầu xin sư phụ cho thuốc cứu tánh mạng người. Chí thiện khen rằng, anh em ngươi biết điều phải mà làm thì phải lắm, rồi chí thiện đem hồ lô ra lấy hồn hồn đơn, và bổ cốt xanh cơ chỉ thống tán, cho trong uống ngoài thoa, dây lâu liền hết, người ấy mở mắt ra, miệng mở ra một cục ứ huyết mới tĩnh lại, rồi lại tạ ơn sư phụ cho thuốc và ba anh em cứu mạng. Chí thiện hỏi, người tên họ chi, ở đâu, vì cớ nào mà bị người ta đánh người ấy thưa rằng tôi họ Hồ tên Huệ Càng, ở Tôn Hội Hà Đường, 22 tuổi, mẹ tôi họ Đỗ, vợ tôi họ Hà, con tôi tên là Á Đức, khi trước cha tôi là Hồ Thành đến chỗ cơ phòng buôn bán, bị bọn ấy khi dễ làm nhiều điều xỉ nhục, lũ nó đông lắm, nên cha tôi sợ sanh sự, đem tôi ở chỗ khác, tháng trước tôi về thăm mới hay cha tôi bị lũ nó đánh chết, tôi tính đến tĩnh minh oan. Không rẻ đến đó bị lũ nó đánh, may nhờ có ân nhân đây cứu khỏi các người nghe nói đều bất bình thế ngọc nói hồ huynh đến tĩnh thư không đặng đâu thời để ở đây học võ nghệ với sư phụ cho giỏi rồi sẽ về trừ lũ nó ắt không dám làm giữ nữa chớ bây giờ đến quan chắc quan cũng binh vực chung nó nữa chớ không ít gì các người nghe thế ngọc nói đều khen phải hồ huệ kèm nói tôi nghèo hèn yếu đuối biết sư phụ có lấy lòng từ bi mà dung nạp không trí thiện nói ta đã xuất ra lấy lòng từ bi làm trước thường dạy học trò hoặc là cho thuốc thì là một thế, không luận giàu nghèo, chẳng kỳ tiền bạc, nếu người muốn học thì ta hết lòng dạy bảo, nhưng mà học với ta thì phải ăn ở cho hiền lương, đừng ý sức côn quần mà sanh sự, cứu người được phép, bằng hại không nên, như y theo mấy lời ta dặn, thì học với ta mới đặng. Các người đều thưa rằng, chúng tôi xin vâng lời thầy dặn, không dám cải lịnh. Khi ấy Hồ Huệ càng dáng ngồi dậy đến trước mặt thiền sư quỳ lạy mà thưa rằng, xin tôn sư cho tôi cùng anh em thế ngọc kết bằng hữu sống thác có nhau, hoạn nạn tương cứu. Nguyên trí thiện lập trường dạy võ, trước đã đặng sáu người, nay thêm bốn nữa là mười, thì biểu mỗi người phải biên tên họ, rồi sắm sửa hương đăng trà quả, đến trước bàn thờ quan đế thánh quân vái lại kết làm anh em xương thịt, như ngày sau ai phụ nghĩa thì thần Minh Châu chiếu dáng tên 10 người ấy kể ra sau đây. Lý Cẩm Lương, Tả Á Phước, Lương Á Tòng, Liễu Á Thắng, Hồng Hy Quan, Đồng Thiên Cân, Phương Hiếu Ngọc, Phương Mỹ Ngọc, Phương Thế Ngọc và Hồ Huệ Càng. Mấy người cầu nguyện xong xuôi đều vui mừng hạ hạ, từ ấy trí thiện thiền sư hết lòng, tài học bao nhiêu đều đem dạy hết mấy người ấy. Đặng nửa năm, thiền sư nói cùng học trò rằng đã hơn một năm rồi ta không đến chùa Thiếu Lâm, lòng không yên ta muốn kêu na đó tính toán công chuyện rồi sẽ về dạy bảo. Nhưng mà lũ bây học chưa đẳng tinh, sợ ta đi lâu ngày, thì công phu bầy giải đài, tính như vậy thì vẹn toàn. Nguyên ta có một người học trò họ huỳnh tên khôn nghề học không thua gì ta, này ở ghe huỳnh an tường muối cá, vậy để ta gửi thơ kêu va đến thế cho ta thì ta mới yên, chừng ta tính xong công việc chùa rồi sẽ trở về dạy bảo, các ngươi bằng lòng chăng? Các học trò thưa xin vâng lời. Dầu có sư huynh đến dậy, chúng tôi cũng xin sư phụ trở về cho sớm mới yên lòng chúng tôi trông đợi. Thiên sư thấy học trò bằng lòng, bèn viết thơ gửi qua Triều Châu rước Huỳnh Khôn về rồi sẽ đi. Nguyên có thơ này mới diễn ra việc gian phu, dâm phủ, cùng các việc lạ nữa.